ra ngôi chùa này rất là vất vả những thời gian đầu, hết thầy không lay quay. Cho nên hôm nay mình tới chỗ này là bởi vì xuất trần không phải là một người làm được, nó phải có người này người kia, một người làm một thứ, một chiếc thuyền cũng vậy, phải có tài công tài cải, thợ cột dây, thợ kéo neo. Thì cái công của Mó Mi hồi xưa thành lập ra ngôi chùa này rất là lớn, đại công á là quản lý mấy xíu, đọc kinh cũng rất là giỏi. Thầy Tây Tạng không có thầy nào mà Mó Mi không biết đâu, thần thông Mó Mi được như thần thông. Nhưng mà hồi xưa đó thì sư phụ bắt đầu tự nhiên lúc ra lại gia thức nó chuyển về cái hướng tu tu thiện thiện rồi đọc kinh rồi này nọ, không có ham chuyện đời, không ham tiền nữa. Thì sư phụ có thường kể mỗi ngày hỏi Mó Mi đi, cái bà cũ bà lạng xe đây bảo quậy Mó Mi, bảo quậy mấy ông thầy, bảo quậy nguyên cái nhà bác muốn nét luôn cái chùa này. Mó mà bỏ qua bà chửi thì sư phụ phải ngồi chiếc già, sư phụ ngồi chiếc già không giống như là ớt gì đó, ngồi ngay giữa chánh điện phải đi vòng vòng xung quanh. Ông không đóng cửa chùa tôi sẽ ly dị á, không trời ơi, mà ngày nào bỏ ai cũng chửi bà tức cả năm trời luôn. Cái lúc đó sư phụ mới nói tôi có nhiều building mà lấy hết đi, tôi chỉ dành cái này tôi làm chùa thôi, bà tham chi. Ông đi tu thì lên núi tu, Phật đâu có cần gì đâu, không cần building. Cái building thời đó cũng 7 triệu mấy, tại vì bà muốn hốt hết luôn phải không, giống như là mà không chừa lại gì, tại vì bà nghĩ sư phụ đi là đâu cần. Nhưng mà bà qua có đầu riết, nhưng mà lúc đó mình đã đặt tượng Phật rồi, mình đã cả đóng người ngày xưa ở đây tu nè, ngồi đầy ở đây hết, ngủ đầy đây thời đó mình đâu có đóng được. Mình nói mình đã tuyên bố mình cúng dường cho Phật thì suốt đời mình cúng dường. Cũng như hồi tuyên bố 500 mẫu đất thiên ông sơn cho cộng đồng rồi gọi em vợ họ thiên các con gắn giữ, cái nơi này cũng vậy. Thì từ đó thôi bà muốn làm gì bà làm, thì bà chuyện đó là đại khái con hiểu cái khúc đó được, nó nhiều quá hơi cá nhân quá không, thì nó có câu chuyện đó. Trở lại là những thời gian mà khi mà giống như mấy con đi lạc khắp tứ nẻo, đến khi biết được Thiên Long Sơn là đường thiên đàng đi về trời, thì mấy con mới lặn lội đường xa mấy đây, chưa có một cái gì mà thu hút mạnh mà làm mấy con phải bỏ công việc làm, mất biết bao nhiêu tiền bạc khi ngồi đây đúng không, rồi phải tống vé máy bay, rồi phải giấc giữ, rồi phải ngủ khách sạn, rồi nhiều lúc gặp sư phụ thu còn lơ nữa. Lơ là để cho mấy con biết là mấy con đang không có sáng sủa để mà tu thêm. Để sư phụ có 7 dòng hồ quang, đứa nào mà phải clear cái color thì đến gần đó thì sư phụ bớt có cái vị hút cái trượt á, con hiểu không? Chỉ là vậy thôi, chứ sư phụ đã thời là nhận làm đệ tử suốt đời là thầy trò, sư phụ nhất định đưa hết tất cả hồn tiên về trời kỳ này. Nhưng mà đứa nào bị sư phụ lơ mà giận sư phụ, con nghĩ ai thiệt thòi vậy? Mình không coi cái bản thân mình không biết tu, tại vì sư phụ nó theo sư phụ đâu phải là mê tín gì đâu, mà phải biết cầm cuốn kinh, là phải biết đọc kinh, và ngồi thiền thì cái hào quang nó mới có energy nó sáng. Chứ còn đó rời khỏi Trung Long Sơn làm cái gì tầm bậy tầm bạ, chui chỗ này chui chỗ kia, có đen thui dính lọ lem cứ chạy về núi kia rọi lửa cái dài ba tháng đen thui chạy tới cứ tới lui hoài, làm như sư phụ là cục pin vậy, hết pin nó về đây chạy. Mình phải tự mình chạy, xe Tesla nó chạy dọc đường nó cũng phải tự nó chạy đúng không? Thì những đứa mà bị thù lơ là biết mình và đã tiếng nếu mà tôi tại tôi phụ là người mới bình thường, tôi biết đứa nào là đứa nào mà tôi coi ai cũng giống nhau. Còn con mấy đứa con nhìn thấy những đứa mà xung quanh tôi phụ mỗi ngày đó, đứa nào đứa nấy đều là mặt sáng sủa, là tại sao? Là những lúc nào nó có cái công phu, lúc nào mình ca mình vui là vui, lúc nào mình tu là tu, đời là đời, đạo là đạo, không phải ngày nào cũng ca kiểu này. Hồi thù né mấy ông đứng mà ca đó là lý do là gì? Ở người Việt Nam á, những người lớn tuổi người ta cũng là họ thiên chúng ta, người ta rất là tôn sùng sư phụ như là Phật sống. Người ta nói ồ Phật sống thì mà ca giống như còn ca dở rồi phải ca hay nói gì, thì người ta bị trách. Bị trách có nghĩa là lỗi cho phụ hay là lỗi của họ? 12 giới lực của mình có ai cấm mình ca không?
đúng không? Miếng sao không làm 12 giới luật là sư phụ bảo đảm về trời. Nhưng mà mấy vị nói biết vậy thì cũng chúng sanh mà thái tử chịu khổ thì chịu thêm chút, cho nên từ đó sư phụ lấy hết, kêu mấy này đừng có post mấy cái hình sư phụ ra để mình vui là được. Mấy con trừ khi gần sư phụ thì phải hiểu thế nào thù rất là nghiêm khắc, hỏi hỏi mấy đứa gần đi, được tu là tu, đứa nào mà đen thui là sư phụ biết là nó làm cái gì sai, mặt mày với là hào quang không có là sư phụ biết. Tu không phải là ngồi thiền đọc kinh mỗi ngày, mà có những đứa cái tâm của nó tu bằng xe một cái gì mà có ý nghĩa về Phật pháp thì cái tâm nó cũng là hướng thượng, thì cũng là tu. Mình khuyên người ta tu cũng là bản thân mình tu, thì cũng là được cái hào quang sáng. Còn khi mà mình nghĩ cái gì mà cũng cũng gọi là tiêu cực á, thì lúc đó mình rất ích kỷ, mình không muốn xe, mình không muốn làm gì hết á. Rồi ai đụng tới mình á là mình giống như đụng tới cái lòng nhạy cảm là hú đùm lum, rồi cái bộ gọ cái về núi cái đen cái mặt chầm dầm về cái gặp và đóng rồi. Ngày đầu á thì có mấy đứa sư phụ thấy, nhưng mà sau đó từ từ á tự nhiên cái điển thanh của Thiên Long Sơn sẽ làm ai cũng cười hết, cho nên hôm nay chắc mấy đứa con lúc nào cũng cười không trừ mấy đứa bị cản đó. Về Thiên Long Sơn vui đó, nó không phải là tự động mà vui, nó phải có cái gì, nó có một cái sự mầu nhiệm thật sự. Cho nên bữa nay hộ cố gắng đem mấy đứa về núi buổi chiều tại mưa. Trở lại câu chuyện, mình có chỗ này hôm nay là nhờ má mi vỗ tay, cảm ơn má mi. Cái hồi xưa một mình cái bộ là đại gia là chủ, mà tự nhiên giống như muốn không có ham tiền, không ham gì, hỏi má mi thu đậu với xe ô đi ngủ cái sao. Sư phụ có biết bao nhiêu vàng đồng hồ Rolex, phụ cho hết hỏi má mi đi. Mỗi ông thầy bự thì 3 miếng, ông thầy nhỏ thì 1 miếng. Miếng sao mà cho lẹ, đừng có giữ cái gì hết, chỉ còn bộ đồ mặc kìa, vậy thôi. Thánh sư phụ hồi xưa, thầy nào sư phụ cũng giao duyên hết. Còn thêm cái nạn mình đi tu, hồi đó sư phụ đẹp trai hơn vợ không? Trời ơi, quá trời mấy nhỏ vô đây nó đeo nó mấy. Hết đứa này tới đứa kia, ngủ trong này vậy mà cái đó lúc đó không có thùng cái thùi đậu xe ovi đậu ngay đây nè, ovi ở trên Thiên Long Thổ á, vô dặn cái cửa cảm ơn em xưa nói đó mình không nói tên. Cái thôi có mấy ông thầy ngủ trong phụ ngủ ngoài này, trời ơi con đi về đi để cho thằng Thiện Chí nó ngủ, nhất định không về, trời ơi mấy chị rồi cái ok vô muốn ngủ ovi lên luôn. Vừa lên nằm cái là có cái bàn tay vô hình đẩy ra rồi ai kể thế, mấy vị không có cho mấy nữ sắc đụng người sư phụ. Tự nhiên nghe nó nói tại sao anh đẩy tôi ra ngoài, thế vú nằm bên đây, tôi nằm bên đây, hai tôi nằm vậy. Sư phụ vừa nhìn xuống thấy cái bàn tay thứ ba, còn cái tay nó bên kia quả còn hai đứa là từ đó về sau rồi mới biết là mấy vị mà hộ pháp sư phụ á ngộ lắm, nhiều chuyện nó quá trời luôn á. Sư phụ không phải sợ ma, sau này mấy vị nói con đừng có sợ, cái đó là những gì hộ pháp để mà giữ cái thân thể của mình á, nó có tiền. Rồi cái chùa đầu đó có mấy ông thầy Việt Nam với ông thầy đi vô chùa này là tu tập, cái hiếu kỳ chiếc ô đi muốn lên ngủ, thầy muốn ngủ á lên đi, vừa lên nằm hai cái bị mấy thằng hộ pháp kéo xuống hãm hưởng dắt ra lên giường cứ cái thử luôn. Trời ơi, ông bị đuổi mà chạy ra không kịp luôn á. Thời đó nhiều chuyện vui chỗ này lắm. Má Mi có gì kể không? Ông Má Mi là một trong những người hộ pháp mạnh nhất của cái vùng CNG này á. Tất cả thầy nào Má Mi cũng đều biết hết. Má Mi hồi xưa tu theo Đại Thừa là đi chùa này chùa kia, sau đó thì thấy Đại Thừa Việt Nam cơ bộ lên tới mặt tâm, giờ lên giờ qua mặt tâm rồi, nó đụng chạm nó đồng quá trời, mấy ông tu tiền rồi bằng ngày thì ăn được hai rau luộc tương rồi mấy cái ao bằng đêm steak rồi ở chơi đụng trong chùa biết mà. Còn mấy nhóm Phật tử cũng ác ôn lắm,
ông kêu là mua gì là đem về. À, đừng nói đụng chạm, cũng đụng nhiều rồi. Sao? Má mày đâu qua Mỹ hồi nhỏ hay là sao vậy? Hả? Qua Mỹ hồi nhỏ hay là... Má mày này hả? Dạ. Qua 30 tuổi. Qua Mỹ này hả? Dạ. Má mày qua đây mấy tuổi? 30. Giờ má mày mấy tuổi, mấy mươi rồi? 79. Là 50 năm ở Mỹ. Vậy má mày qua Mỹ trước 75 hả? 30. Ôi trời đó. Sao má đi đi được hay vậy? Nhưng mà có một cái tại sao vụ mà má mi lên đây xô nó nhận má mi thì suốt đời má mi mỗi người có lòng tin tới ngày hôm nay người nhà vậy cũng vẫn không tin thì phụ là người siêu nhiên. Má mi có tin con là người lạ thường á? Không tin sao gặp chi. Má mi chỉ tin con là người rộng lượng, người đem của đi cho thì đó ai cũng biết. Nhưng mà tin con người đặc biệt như những người này nè. Bây giờ tôi nói phải đặc biệt, cho nên một người trẻ tuổi mà tài cao, việc làm thì cũng thành công. Mà bây giờ đi ra để mà lo từ chú sanh cũng thành công thì biết rằng nó đặc biệt rồi. Ủa ý anh nói là giống như trong người ta nói con là Bồ Tát sống, nó con là thiên tử minh dương có ông trời đó, nó mới đấu tính đó ha. Cái đó hơi khó tin à, ai cũng là con ông trời hết phải không? Không thì mình chỉ nói để cho con hiểu thì cũng ok hết, không có gì hết. Bởi vì hội thường nói ví dụ như mình là đạo tiên là đại đạo, ai là Bủ Sơn thì cứ tu tập theo Bủ Sơn thì hướng phải không tứ ân, ai là Hòa Hảo thì cứ tập tu tập Hòa Hảo, ai Cao Đài là Cao Đài, ai Phật giá Phật giá. Nhưng điều biết có cha có mẹ là phụ vui. Tôi đâu có giờ kêu mấy con phải bỏ đạo ông giáo rồi bỏ dấu thánh giá, không bao giờ. Thiên tâm chúng ta là một cái tàu lớn, một cái đại đạo, một cái thân cây. Còn tất cả các đạo đều là nhánh cây, sau này họ cũng tự động họ hiểu. Những ngày đầu mở cái chùa này rất là vất vả, nó không có được như vậy. Xưa đó là một cái công ty, sao vụ dọn máy lên, mà mỗi lần dọn máy dọn ra dọn vô là tốn tiền chuyên chở là mấy trăm nghìn này, còn phải sơn sửa, rồi sư phụ với anh bác hai người phải lót gạch ở trong này. Mấy anh em làm gần mấy tháng trời đó, cũng muốn người làm nhưng mà phải làm dễ mình, có những miếng gạch mình đi bị xuất chân á, là phải ngồi chà bụi mặt á, lúc nào á cũng một đống bột bột gạch á. Rồi nhớ cái bữa ngày mai á là ăn gì Phật, thôi nhớ cái bữa đó đi. Là sư phụ làm cho tới khuya để mà trưng bày cái chánh điện mà này, chánh điện ở Tam Thánh. Rồi cái đâu có ngủ đâu, suốt cả đêm cứ lo làm. Rồi cái sáng lại cái ông thầy ổng làm lễ ăn gì Phật thì cả biết bao nhiêu nghìn người tới. Rồi cái mình là chủ chùa thì mình ngồi đó mà quá sức là đuối 3-4 ngày đâu có ngủ. Cái nơi Phật ơi con mệt quá, mà con chủ chùa mà con mà ngủ gục ngay đây nó kỳ lắm. À, cái hồ khóc thầm vậy, tự nhiên cái có một cái luồng, tôi bộ nhớ rõ ràng có một cái luồng giống như điện vậy, nó vô trong người cho mình tỉnh lên liền. Trời ơi là giống như khỏe ru luôn vậy đó, không buồn ngủ không gì hết. Một chú phụ quá trời thấy nhiệm màu luôn, ngay cái buổi trên này luôn. Hồi xưa mỗi lần mà chú phụ mở khóa tu, ngày khánh thành là 1.000-2.000 người ngồi đầy từ đây tới sao. Rồi mỗi lần khóa tu là biết bao nhiêu Phật tử. Hồi xưa là đại khái, bây giờ chú phụ hiểu hết những cái công thức mà của bên đại thừa tu. Mà chú phụ đưa hết những công thức đó mấy con làm không có nổi. Mà tại sao chú phụ qua mười mấy năm sống trong chùa, hiểu về chùa, cái hiệu quả nó là cái trí tuệ. Còn nếu mà con làm công thức về có nhiều bữa những cái họ bác con trai tôi phải về nhà nằm ở dưới sàn không có được đắp mền, rồi đắp miếng vải mỏng, rồi ăn đó sư phụ con trai trường ăn có buổi đây về tối nó đói muốn chết, cái bao tử nó đâu có ngủ được. Tại vì khi mình đã họ bác con trai mình phải làm đúng, tức là ăn buổi về nhà phải ngủ đắp. Đại khái cái những cái công thức
vậy cuối cùng những cái Phật tử hồi xưa má mi cũng làm vậy, mà các nhân người đều làm vậy, nó cũng là một cái hình thức, mà cuối cùng sư phụ vẫn thấy những Phật tử vẫn sân si vẫn không có gì. Còn sau này sư phụ chế ra những cái công thức, mấy con được ca, mấy con được bình thường tự nhiên tam tịnh nhục, đừng có sát sanh để tạo nghiệp, mấy con chỉ đừng có hỏi chuyện cá nhân lẫn nhau. Còn hồi xưa Phật tử vô đây hỏi má mi đi, trời ơi má mi nấu một món, bà kia nấu một món, hai bà dành đưa đồ ăn lên, ông thầy không ăn, bà hai bà gây lộn cũng dẫn thân si chùa ấy, hỏi thiên không có cái đó. Rồi đồng thời cũng không có hỏi chuyện cá nhân với nhau, không có nhiều chuyện lẫn nhau. Mấy con không có hiểu, mấy con có coi nghe cỡ lương là máu nhuộm đẩy sân chùa không? À, còn náo động ở sân chùa cũng có. Mấy ông thầy bê đê ghen với nhau quýnh lộn cũng có nữa. À, thì ý là con nói là sau này cô phát hiện ra mỗi công thức làm sao chủ yếu, thứ nhất mình nắm ba cái căn bản để lập đạo, đó là không có tạo nghiệp, là tam tịnh nhập ăn chay trường, chờ cái nhập là phải ăn chay trường nha con, ngồi thiền liên tục hai tuần như bộ kỳ rồi phải ăn chay. Cái ông mạng kiểu này ngồi thiền đâu có vô định nổi. Thứ hai, làm sao cho con người của mình là phát ra trí tuệ, không có sân si, không có cà gù và gặp, mà khi ra đường làm ăn mà dễ bị ta kẹt, lúc nào mình cũng trầm tĩnh. Thứ ba, không có được cười ha há, cười từ từ. Thì từ đó thụ dạy từ khi nào mà mình vui thì nói gì. Còn Phật tử không có, chỉ bữa nào nghiêm trang nguồn gì cái qua cái là thôi, người nào cũng trở về cái nết cũ. Thì đạo tiên chúng ta đó là sư phụ phát hiện ra những cái để mà cho nó hữu hiệu. Thì hôm nay chùa thấy nó có hữu hiệu. Những đứa theo sư phụ bây giờ tự động nó nói, con bây giờ thay đổi nhiều, mà nó turn around trong vòng 2-3 tháng. Chứ còn Phật tử ngày xưa hỏi ông ấy và gì? Cái gì mà đọc kinh thuộc lòng mà tới như bị khùng luôn. Kinh Địa Tạng, kinh Pháp Hoa thuộc lòng á, kinh Pháp Hoa một chồng nè, Lăng Nghiêm Đại Bi, cái gì cũng thuộc lòng hết, rào rào không cần nhưng mà đọc kiểu nào mà đọc ngày đọc đêm, mà cuối cùng bị điên do nhà dưỡng lão. Ý còn nói là Phật tử đọc kinh là một chuyện, nhưng mà họ không có xả. Thì đó, tại mấy ông thầy không có biết cách để mà ngồi suy nghĩ. Cũng mai phước cha mẹ cho sư phụ sống trong chùa để mà học những cái kinh nghiệm. Hôm nay sư phụ mới rút ra những cái kinh nghiệm dạy lại cho hậu thế. Không phải ngày nào mình cũng mặc áo chàng, không phải ngày nào mình cũng khum khum, người gặp ai cũng vậy. Tức là mình tỏ cái vẻ mình hiền, sư phụ không có thích như vậy, chỉ có bình thường đi. Cái quan trọng nhất là mình đối xử với nhau như thế nào. Còn giống như câu chuyện của chị, của cái đó cũng chị như phụ, chứ là tu với chùa này là có một cái nhóm người, thì trong đó có mami, có anh bác, có chị Diệu Hương, chị ông Từ, thì tự nhiên bảo thuộc lòng kinh. Cái đó tới ngày hôm nay con chưa hỏi Phật nữa, là tại vì khi đã thuộc kinh rất là hà lạo, coi như là siêu luôn á, siêu siêu nhân. Lăng Nghiêm cũng thuộc, Pháp Hoa còn biết, đứa nào ở đây đọc kinh biết kinh Pháp Hoa. Tôi nói vậy vậy nè, mà không có chữ nào bà không nhớ, làm sao bị điên được. Người hút lầm kinh sao bị điên, học Phật mà đâu phải là học quỷ đâu mà điên. Vậy mà bị điên, vì vẫn còn chắc tới còn biết, không có buông, không có buông xả. Thế nên cái thiên tâm chúng ta, mình lấy cái gì tốt nhất, mà trong đời có kinh nghiệm của Hiệu lập ra những cái phương pháp để cho các con có ngày hôm nay. Cái đời là phải bình thường như người đời, mình đừng có tỏ vẻ mình là người tu. Còn vô trong cái đọc kinh thì lúc đọc kinh, ngày Tết thì mình nó mặc áo dài để cho mình tạo niềm vui cho mình, tạo niềm vui gia đình, tạo niềm vui chồng, cho con mình, cho bạn mình, cho huynh đệ tỷ muội đạo của mình. Tức là mình là có nguồn vui chung.
chứ không phải mình tới nhóm đông đông như như những Phật tử rồi cái về ai nhà nó à, nấy mặt u sầu. Những cái phương thức mà hữu kinh nghiệm ra trung quy lại, những cái con đạt cái ngày hôm nay sau này cứ nói đó, rồi cái truyền thống mỗi xuân mấy con cứ mặc áo dài, cứ làm gì để cho tạo nụ cười thế giới có một chút xíu hình ảnh, chứ mấy con không làm á. Thế nhà bà Ri nó đâu có làm phí chỗ này, chúng ta làm đâu có tốt tiền gì đâu, tốt gì không, đâu có tốt gì đâu mà cả thế giới biết hết luôn á. Ờ, ý mặc áo dài gì là ngay cái phim đó là ai cũng biết, bà con dòng họ Việt Nam cũng biết, tạo nguồn vui cho ta, có nghĩa là mình là giúp một người có lúc khoảng khắc đó họ đang ở trong cái lúc khủng hoảng, họ coi cái clip của mấy đứa ở đây có phải là con cứu họ không, mà cứu mọi người còn hơn xây cái tháp 7 tầng đó nha. Đó là điều khuyến khích này. Còn cách tu tập của mình cứ làm đúng những gì trong 12 giới luật cha mẹ đặt ra, mình làm đúng những gì sư phụ dạy thì cứ gắng làm, chứ còn cái phương thức cũ á, cái phương thức quan trọng nhất là đạo thiên tâm, không có sợ bước chân vô chùa, cũng không có sợ bước chân vô nhà thờ. Ở nhà chồng con của con vô nhà thờ, các con cũng vẫn phải vô nhà thờ, không phải tôi đạo thiên tâm đâu nhà thờ. Rồi về nhà mà chị con hay là chị họ con là đạo Tin Lành hoặc là một đạo Phật mà kiểu Nam Tông gì, mình cũng vẫn xông pha vô giống người ta. Đạo thiên tâm chúng ta là không có kỳ thị bất cứ đạo nào, đạo nào cũng là cha mẹ đặt ra ở trên dạy sư phụ vậy. Tu Phật hay là tu tiên hay là tu thượng đế cũng về chảnh hết, chỉ có một điều duy nhất là Phật chỉ nói có năm lá, Phật đâu có nói thượng đế là cha của Phật. Nếu mà Phật thích cha mà nói câu đó thì có nghĩa là hôm nay đạo Phật đâu có loan truyền ở khắp Á Châu, đúng không? Còn sư phụ dám nói thượng đế là cha của sư phụ, các con không có được thờ sư phụ khi phụ dịch trời, chỉ có thời cha mình thôi, tôi là người truyền tin khác. Còn Phật nói có năm lá, Phật không có nói cả cái rừng lá. Cả cái rừng lá là gì? Là Phật chỉ một thầy giáo dạy toán thì chỉ về toán, Phật không có nói về địa chất hay là biển hay là sinh học, con có hiểu chưa? Tức là rất là rõ ràng. Còn đạo thiên chúng ta là về chảnh, cha lớn nhất, muốn cha xá tội, mỗi năm mùng 9 Tết, mấy con có làm đại trọng tội gì về Thiên Long Sơn thắng lại. Bên đạo Phật cũng có xá tội không? Có không? Ngày nào? Ai là người có thẩm quyền xá? Mười bốn ba mươi hả? Từ tháng nào cũng sáng tội hả? Ồ, mấy đệ tử này sám hối mỗi một ngày, một thời kinh của con là có sám hối rồi. Ý là nói đại tội kìa. Ông thầy Thiên Tâm này là ngày nào là cũng có sám hối rồi. Tội này ý con nói là tội dụng trộm. Tội này tội lớn rồi đó, không có lại ngán vậy đó. Còn mấy tội lặt vặt đồ thì ngày nào tụi nó cũng lại hết rồi. Ok rồi, cho Mỏ Mi chàng bóp tay. Cảm ơn Mỏ Mi mình có cái này. Rồi, bây giờ những ngày nha. Mami đồng từ là 513 câu rồi đó. Đây ngồi đây. Những gì chư hộ viết trong 513 câu đó đều về nha. Bây giờ những người đi rất nhanh, 9 giờ 9 tự thật không à. Mami ai lúc mà ông thầy quậy quá. Cái chùa này không có chủ trì. Sư phụ với Mami với nhóm Phật tử cứ đi tìm thầy này thầy kia, tại cái chùa mình đã bỏ ra rất nhiều triệu để mình làm chùa, không biết một cái chùa nó còn nhiều hơn là một cái business. Con đi mua tượng đi con tính, con mua bàn ghế đi con tính lại đi, nó gần cái chuyện của bạn con cổng. Ừ, mà cái ngày đó ông thầy ông tiên bớt ở bà mày còn chưa nói cái khúc này. Mày
lên đây ngồi chút xíu. Khúc này mới là bộ vừa buồn mà vừa khổ. Cái ngày mà thầy online nói trả phá tượng Phật của mình lại cho ổng đúng không? Ổng tuyên bố đóng cửa chùa. Chùa này ổng đâu có quyền tuyên bố, mà ổng tuyên bố đóng. Trời ơi mấy Phật tử, người thì vô dịch bồ đò, người thì lấy ghế nhớ không? Trời ơi, nó vụ ngồi đi khóc. Trời ơi, chùa tôi chưa có đóng cửa, đừng có lấy đồ. Mà mấy bạn như dịch vàng mà tu kiểu gì không? Mua cái khác cho má mi, tới chừng cái chuông cũng lấy luôn. Ồ, thật sự. Cái chuông cũng lấy, cái mỏ cũng lấy, bồ đòn lấy. Tưởng đâu lấy gì. Cái gì cũng không chừa. Mà cho bộ ngồi góc bộ, mà ông thầy cũng quậy gì. Mấy người hay phao ngồi đó. Rồi cái ông đầu xuống mới sắm lại. Sắm lại ông đầu cái đi tìm. Thì đi tìm cuối cùng gặp thầy Thái Siêu Cánh năm sau á. Mà lúc đó là 5 giờ sáng, từ bộ mới vô đây đọc Lăng Nghiêm. Mở cửa rồi bắt đầu đọc xong 7:30 rồi phải chạy qua hẻm ở bên đây nè, cũng 5 phút làm. Nghĩa là có hai công việc, vừa phải mở cửa cho Phật tử vô, chứ mình mà không đọc ai đâu đọc, không có thầy mà. Thời đó phụ làm nhiều chết, vừa cởi cái áo tràng ra là còn mặc áo vest cho liền. Nhưng cái buồn cười là Phật tử tu mà còn tham, đã biết cái thằng bạn đạo mình là cũng là người tu chung như kiểu con nè, như đứa này vậy đó. Ngày mai cái nghe lời thầy tuyên bố là trở mặt tới sư phụ, là lấy đồ ở trong chùa đi. Con thấy phụ phải ok mới đi về nghỉ. Không có kinh nghiệm đó, mình không có ngày hôm nay sư phụ kinh nghiệm đầy mình luôn, bầm dập luôn. Cũng giống như bây giờ mấy con ra mà làm nghề gì không cần biết, mà phải có kinh ngờ ra 7 nó cũng nhanh chín rồi kìa. Trời ơi, giờ còn có 2 con e đó, mấy con bữa nào rảnh cò mấy bạn kêu bạn kể cho nghe. Con lái trên cái đường tu á, nó khó hơn là mang. Thụ mới ngồi dưới trời. Trời ơi, con đâu có biết, con tưởng là con đi tu được yên, nhưng mà nó còn khó hơn con mở cái hãng KNT gấp ngàn lần. Không có tiền cho ra không, mà nó khó hơn cái mở hãng. Đây mở hãng là mình có hàng ngủ, hàng nào về chết là mình cho nó nghỉ, đúng không? Mễ là phát lương mà. Mà mở hãng thì khách hàng ở đâu có vậy. Còn mở chùa, một bà Phật tử vô, hiện chí. Tại sao đó này do con chịu ấy, còn ba la mình. Dạ, để con tới con sửa. Hiện chí, chỗ này tôi kiếm điện không được. Cái gì cũng kêu cho bụng. Còn bố vô qua đây là giống như là cái hộ lộn sen vậy đó. Về, cởi cáo tràn ra cho hộ về bển còn chút xíu nghỉ mệt chút, tại qua đó là chủ rồi. Mà về đây không có được làm chủ. Còn mấy Phật tử đi cái hộ khủng khiếp. Cái gì cũng kêu mình ra. Thiện chế đi cõi đâu. Sau này những tháng đầu nó chưa thành hình đó. Tại vì chưa từng kinh nghiệm ở chùa phải không? Thì nó tùm lum hết. Rồi sau này cái chùa quải quá, cái bắt đầu mới lập cái ban, người cái giao rồi mấy anh lo phụ đi không? Nhưng mà cuối cùng họ cũng tiến kiếm cái phụ à. Nhưng mà cuối cùng rồi mọi chuyện á, bây giờ ngồi mới thấy có bàn tay màu nhiệm của cha mẹ, của mấy ngày hộ pháp. Cái phụ vẫn còn communication với mấy ngày hộ pháp thường xuyên. Cũng giống trước khi mà thù mình về đây thì ngày hộ pháp là ngày thái tử cứ về thái tử có thể đặt cha mẹ bên đó. Tại hồi xưa lúc mà chạy vòng vòng những mấy năm trước thôi, mấy con thấy mấy clip á, thì thù muốn đặt cha mẹ ngay cái phòng bự bên này. Cái ngày hộ pháp nó gì cũng cản, nó làm như vậy á, Phật tử á họ sẽ bất mãn, họ không tu. Mà nghĩ được mình ồn cái gì cũng hay, chứ cha mẹ mình là lớn mà tại sao phải ở cái phòng nhỏ? Không biết cái phòng đó là phòng gì không? Cái ốc tịch của sư phụ hồi xưa này là ở công ty thuộc có 2-3 hãng, nhưng mà qua bên đây thì đó là ốc tịch bên đây, hãng bên kia thuộc ốc tịch bên kia, thì cái đó là cái văn phòng thôi. Nhưng bây giờ làm ra chỗ thờ mẹ. Rồi.
là mấy con phải mở cái chùa nó khó, nói chung mở cái chùa nó khó hơn mở một cái business lớn một năm con làm á, cái 100 triệu nó còn dễ hơn mở cái chùa. Mở cái Thiên Long Sơn á là 8 thời thọ địch con thấy rồi đó. Những cái gì mà về tâm linh á, cầu nó muôn trùng cắt cỡ và muôn trùng tai tiếng, con làm kiểu nào cũng bị tai tiếng, kiểu nào họ cũng lên họ chửi. Mấy bà mấy người Phật tử những năm đầu lên núi, cái thằng Kiệt này nè, nó không có chịu rước thầy, thầy của tôi cần có một nơi. Kiệt rước thầy tôi lên đi, thầy tôi tới cho đây coi chỗ này. 10 bà Phật tử rồi lên, cái mình nói trời cái này là công viên mình không pháp tôi phải cần có thầy, tức là cái đầu đang nghĩ rất đơn giản. Cái này là thầy còn có cái chùa này kêu thầy xuống đây, tức là mình có một cái option là chỗ này. Nhưng mà họ không bao giờ họ nghĩ là họ cứ đi theo những cái đường sai mà họ không biết bị cắt. Mấy con bữa nay nhận chứng, mà thấy không? Một kinh Pháp Hoa, kinh Địa Tạng, Quang Nghiêm, kinh Kim Cang cũng rõ rào. Cậu mình ngồi mình khâm phục. Chị ơi sao chị giỏi quá. Em thuộc Lăng Nghiêm thôi mà em học còn 6 tháng trời mới thuộc. Còn chị á, không có kinh gì mà bà không thuộc. Vậy mà cuối cùng bị đi, bây giờ đang nằm dưỡng lão còn sống. Thấy ghê không? Bị chát rồi, con người bị chát. Cho nên cái quan trọng nhất chúng ta không có phải chắc quá thì chúng ta có cuộc sống thoải mái. Chúng ta mà chắc trước, người ta không có giải quyết được cái chắc của mình là giống như tự mình cột mình vô, tự mình treo cổ mình. Mình tại sao mình phải lấy con dây mình thòng vô cổ mình? Mình phải hỉ xả, mình phải lơ cái gì á mình không thích thì mình đi chỗ khác. Tôi không thích tôi lơ. À vậy đó, mình có cái kia mình có quyền lơ, nhưng mà mình không có quyền lên tiếng. Tại khi lên tiếng là thân khẩu ý, nhưng mà cái nghiệp mà khẩu á, nó có 3 loại tội nặng. Cái ý thì tội giống như cấp 1, ra tới cái khẩu là tội lên tới cấp 2, hiểu không? Để làm cho bạn nhớ lời của mình, so tình là bị chỉ nhục, phải không? Lên tới thân là chân, nhiều lúc đàn ông kèm chế không nổi giọng đàn cái là tội gấp 3, đúng không? À, thì bớt cái đó. Mình cứ lơ im cười là xong. Cho nên những Phật tử có tu kiểu nào mà không biết cái công thức, cái tay không có ngồi thiền. Thiên tâm chúng ta chủ đích 50% là phải ngồi thiền. Thì mình không có bị chắc, người ngồi thiền không có chắc. Những cái phương thức mà sư phụ tôi rút tỉa là hiện ngay bây giờ sư phụ có thể đưa một cái khóa sạch, một cái cuốn sách cho tất cả mấy đứa ngồi thiền mà tu tập. Mấy con bảo đảm sẽ làm không có được. Nhưng mà cái bộ nghiên cứu là nó chỉ là quay, không phải là quay tham. Sau này để cho những đứa họ thiên mà để mà làm gọi là nhà thiết giảng, cũng giống như những thầy mà giảng phải học những cái đó, thọ bát quan trai rồi nhập thất rồi phải thọ Bồ Tát giới rồi, giống như bên Phật chứ. Bồ Tát giới là có rất là nhiều cái mà mấy con sẽ không bao giờ làm được. Có một cái gì mà để phụ nói là giống như con có 3 cái iPhone hay là 3 cái áo dài, còn cái thứ tư thì dĩ nhiên bạn đạo con biết con có 4 cái, thế hey, cho tôi tin cái mà kiểu nói sắp hậm kiểu nào mà con lỡ miệng con nói không, mày nói chuyện với ông không cho là con bị phạm giới. Cho nên bao nhiêu năm mà con thọ bộ đến giới mà con không cho là con phạm. Như khi nó thử đây luật Bồ Tát giới là con có trên 4 món đồ trong người mà người ta biết, người ta xin con không cho là con mất hết công phu. Cũng giống như con ấp trứng như tới lúc đó nó bị ung vậy đó. À, nó biết con có 3 cục hột sòn, 1 cục trị giá 100.000, cái con mua cục thứ tư, hey, đưa tôi cục thứ tư, mà con rất là không cho là bao nhiêu công phu tu tập của con bị mất. Cái luật nó vậy đó. Thì không có đâu nào. Tại vì sư phụ bây giờ nửa đời nửa đạo, sư phụ chỉ là người truyền tin, chỉ là đi cái một cái lớp đầu thôi. Còn sau này á, đến khi mà
trứng rồng linh hồn nó nở ra rồi đó, nó sẽ có những cái phương thức đó. Những có những người rất là giỏi về Tam Đại Tạng Kinh, Kim Cang, Thừa, Mật Tông sẽ dạy là hết cho mấy con một cách rất là đàng hoàng. Và đạo Thiên chúng ta nó sẽ siêu hơn tất cả các những loại khác. Còn bây giờ là chỉ là sơ khai thì đã đủ rồi, mấy con mệt chứ không phải. Chứ còn mà để cái đó là cho những người gọi là làm giáo mật, giảng sư, làm thầy, họ chuyên cái đó để họ có cái công thức. Chứ không phải đạo Thiên chúng ta gì là xong đâu con. Còn đứa nào mà đọc bài Kính Thiên cho kỹ đi, Kính Thiên đã chiếu xuống trời. Ở ngoài Bắc đó, có chùa gọi là Kính Thiên, nó cũng có ý nghĩa liên quan đến tới cái bài Kính Thiên của mẹ. Tại sao mẹ không đặt là ống dòm xuống trần hay là kiến cận xuống trần mà gọi là Kính Thiên? Là ở ngoài Bắc cũng có cái chùa Kính Thiên hàng nghìn năm, nó cũng có cái liên hệ nhau. Kính Thiên đã chiếu xuống trần, con ơi hãy nhớ lấy lời mẹ khuyên. Tức là mẹ nói chuyện với sư phụ bằng cái bài thơ đó. Nhân sinh quả báo nhãn tiền, luân hồi vây chản truyền niên kiếp người. Nhờ duyên được hưởng cơ trời, lại thêm sức mạnh đạo đời dương gian. Rồi đây nắm giữ gian sang, lo cho quốc thái dân an lâu dài, lo cho cơ đạo ngày mai. Cứ nghe là cái đạo Thiên Tâm bây giờ nó mới có mọc lên cái mầm non thôi. Còn muốn lo cho cơ đạo mà vững chắc mà thành cây cổ thụ thì sư phụ phải là rồi đây nắm giữ gian sang thì mới lo được. Nó mới có những cái trường đại học Thiên Tâm, đại học Thiên Tâm, nó còn siêu hơn siêu qua Đà Lạt hay là West Point hay là trường Yale hay Harvard của Mỹ nữa. Tại vì vô trong đó là bảo đảm thằng nào mà ăn hối lộ là mày đứng cái thời đi. Mày mà không có hộ mà ra, mày vô khỏi cái trường học này mà ra mà mày làm mấy chức bự mà ăn hối lộ thì ở trên ông Thiên Long để mày múa đó. Tao mấy ông công an chứ mấy ông đại ca mình mến ông nào có tiên thể gì đâu, mày hiểu không? Bằng cấp còn bằng giả nữa kìa, không có trình độ, đúng người dốt. Thì lãnh đạo một dân tộc nó thì xuống hố là vậy. Thiên Tâm chúng ta là sau này không cần biết, nó vô Thiên Tâm ra trường đại học Thiên Tâm rồi lãnh một cái chức có này rồi mà hai lần đổi dạ sẽ biết. Thì từ đó nước Việt mới cường thịnh, tại cái học vấn nó làm cho quốc gia mình cường thịnh. Bây giờ con á, tại sao bên Nhật con chưa bao giờ thấy một đứa con nít mà nó không gặp người lớn mà nó không chào? Còn một đứa con nít Việt Nam á, nó gặp người lớn nói gì biết bố mày là thấy nó ngược không? Cho nên cái đó là cái đại họa của mình á, đại họa mà sau này hội Thiên chúng ta phải hưởng là cái đại họa vô văn hóa. Mà những cái người nói tiếp thời hậu ông sản phải khổ sở với cái tiền thì dễ, còn sức thì còn làm ra tiền. Thế giới sẽ đưa tiền vô nước Việt mình rớt cũng giống như là mưa xuống mình hốt, là do mình có chất xác và 6 triệu người ở ngoài giúp sức và đưa những cái truyền những cái nghề về chụp ảnh nữa. Bây giờ mấy con đây biết design được cộng dây này, mấy con nở nào không chịu về bệnh để dạy cho anh em mình đúng không? Và dạy rồi mở công ty bệnh có phải là mình vào chung nhà mình được hưởng chung không? Có mấy này con cũng có là kỹ sư cũng làm được cộng dây điện chạc điện thoại đi, nó cũng là một thằng cụ ly thôi. Đó là lý do tại sao Việt Nam sau này thành cường quốc là nhờ 6 triệu các sáng. Đức Thầy nói trên cha đã tính cho chúng ta những người có mặt ở đây thì những đứa dột sinh con ông cháu cha cũng là chim nhiệt, là điều được nằm trong cái bàn cờ của bề trên tất cả sư phụ. Nếu mà sư phụ không qua thì làm gì mình có Thiên Long Sơn, mình làm gì có đạo Thiên Tâm, con hiểu không? Mẹ đã tính thì cái bài Kính Thiên sư phụ tính ra cái thời điểm mà hỏi lại mấy bác mà còn sống bây giờ là ngay cái lúc mà tạo sư phụ bị hư máy, là mẹ ở trên mới nhìn xuống bằng cái ống dòm của Thiên Đình thì mới ra cái bài Kính Thiên tại trại tù Nam Hà, tỉnh Hà Nam Ninh, Bắc Việt Nam năm 1979. Ngay ngày luôn á, dù nhớ ở ngày này là con đang nó lên lên trên biển mà, thì mẹ thấy con mình phải chết rồi.
bao kính thiên ra đời từ đó. Sau này yên tâm, mỗi một ngày mỗi một lớn mình thì những ai mà giỏi tiếng Mỹ á, coi lại những cái sấm cơ tiên tri của Notre Dame hay là của bà Venga, họ nói sau này người phương Đông là cứu tinh của nhân loại, thì đó là họ tiên chúng ta, cái bộ sanh ra là gốc ở phương Đông. Thế nên người Mỹ hàng năm, xưa Chúa Giêsu có nói trước lễ Easter là Chúa tái sanh, đúng không? Dịch tiếng các con dịch kiểu Easter đi là gì? Đấy nè. Nhưng mà họ lại có bị trách. Easter có nghĩa là Chúa đã báo trước, và Chúa cũng có nói sau này không có ai, tất cả các ngươi không bao giờ nhận ra ta nữa. Nhưng mà Chúa cũng có nói phước cho ai không thấy mà tin. Rồi bữa nay có đệ tử Việt Nam Quân Tư Vụ đặt cho các bạn nha, tiếc cho ai thấy vẫn không tin. Câu nhà người hay thiệt. À, đệ tử đạo giáo mà tôi vô hữu lắm. Hữu con sáng tác bản này nè, hay nó ơi, mốt con sẽ nổi danh thế giới. Ủa, bữa thì mình thấy Mali còn ở đây không? Mali, Florida. Còn Mali còn ở trên núi. Trên núi nè. À, Mali có nhiều chuyện hay đó. Bạn của một người, bạn của ông Trinh tỷ phút ơi. Tự nhiên cái làm manager production của Hollywood giờ muốn làm cuộc chiến gì sư phụ. Khoan từ từ để tôi hỏi trên. Tại làm một cái là cũng nổi tiếng khắp thế giới liền á. Ông đó là tỷ phú bạn ông Trump, cho nên ông Trump cũng làm một cái clip ông nói chuyện với mình á. Có nghĩa ông Trump nói chuyện với ai vậy? Chỉ có sư phụ thôi. Tại vì cái đứa đệ tử của mình đang nói thì quen với cái ông đó. Mà bao nhiêu năm nay nói về sư phụ là chú sư đó mà không tin, bữa nào cũng không tin. Ông cầm giống thiên tâm ông chụp hình gửi sư phụ nữa. Thì có hỏi. Rồi cái ông hỏi ông Trump nói có một cái nhóm người giống mình à, support ổng vậy đó. Cậu ổng mới ra cái clip đó đó. Một tổng thống mà đâu phải chuyện bình thường, mấy con coi đó không? Ừ, là nhờ Mali. Hay tự nhiên nó quen sao với cái ông mà tỷ phú thùng của nó tên trên mạng. Cho nên tự nhiên nó có những cái liên hệ ngộ nghĩnh vậy đó. Chứ giờ mình có support 100, mình có hiếm ông 10 năm, mình có làm gì nghe an lành, nếu mà là Mr. Trump an lành ổng cũng không khe, đúng không? Nhưng mà cú điện thoại của bạn ổng là ổng nhảy dựng lên, ổng phải làm cái clip cảm ơn liền. Nó có những cái ngộ vậy. Cũng nhắm về cho phụ quen rất là nhiều cái store người Mỹ luôn á, Việt Nam nữa, ở Hollywood. Thì sau này dù mới hỏi tại sao duyên cớ gì cùng một thời điểm những người mega, những người nổi tiếng quen rồi nói gì mới nói. Sau này mỗi một người mỗi một việc, mỗi một đứa đệ tử gần như phụ thì nó cũng là một gọi là hộ pháp. Hộ pháp quay phim, hộ pháp nấu ăn, là hộ pháp đại khái là hộ pháp. Nhưng mà mỗi người phải chia ra mỗi một chuyện của cái thời đại thế chúng ta để lập mọi lông quay. Chứ là ai cũng vô ngồi tu thôi thì làm sao mà mình là mình lập được. Nó cũng giống như là nguyên một cái quả đi cầu này hiểm nhở đen kinh trịnh như cái bàn tay ngược, mà nó lật lại trắng tươi và mỗi thời vàng kim, mà cả thế giới không còn ai ghét ai, cũng không có ganh giới, cũng không có hàng rào, cũng ai cũng treat nhau rất là công bình vì bác ái, và có cái đạo mới ra đời nữa, ai cũng không có mất phần của mình, ai cũng không có bỏ thượng đế của mình hết. Do Thái cũng là thời cha, Muslim mấy người khác cũng là cha, Công giáo cũng cha, Tin Lành cũng cha. Nhưng mà họ chỉ là sơ cách, họ đâu có hiểu là cái thần hồn đi từ xác này qua xác khác. Nhưng mà sau này họ biết là Chúa của ngươi cũng là từ cái hồn này đi qua hồn này, đi qua xác này, đi qua xác nọ, từ người Do Thái qua người Á Châu, Chúa Phụ cũng là từ người Trung Quốc qua người Việt Nam, chúng ta đi tùm lum hết. Rồi các con cũng là từ cõi Quan Âm Thiên Thú, cũng có đứa từ Bắc Cô Lôn Châu, đi tùm lum hết. Một cái đời này đều là giống như một cái lớp học tạm, mỗi một đứa ở mỗi một cái nhà khác nhau rồi tụ lại đây cũng y chang vậy thôi. Những người quả địa cầu này giống như vậy,
chúng ta đã đầu thai bắt cô lô châu những hành tinh kia, chúng ta đã là người thần lặng, chúng ta là người xám, chúng ta là người khổng lồ quách ever. Rồi cuối cùng chúng ta cũng trở về cái cõi ta bà này để chịu thêm một lần khổ. Vì cõi ta bà này là cõi khổ nhất trong tất cả các cõi. Vì thân hình chúng ta rất là dễ vỡ. Và chúng ta giống như là một cái cuộc chơi bịt mắt vậy đó. Đi trên cái gọi là cái mai, cái bãi miền vậy đó. Chúng ta không nhớ gì hết, trừ khi đứa nào bệnh hên, một nhân một chúng một con người nào hên đi ra đường gặp một tiệm trí thức chỉ đường cái thì lâu nay tôi làm được. Nhưng mà lúc đó coi mình còn bao nhiêu tuổi, lưng có còng chưa, trí nhớ có còn minh mẫn không, có còn đọc được kinh không. Thiện trí thức là những cái người gọi là biết làm sao để mà mình một đời này đi về trời. Nhưng mà bao nhiêu người ngoài kia đâu có đủ phước bằng những người ngồi đây, mấy con ngồi đây đúng không? Rất là nhiều, nhất là Việt Nam càng nhiều tên càng bị mờ mắt, dễ gì mà nghe những lời sư phụ nói ngày mai mà nhảy đạch mà chết á thì quả mai á còn mấy phút. Thì tin sư phụ là người xuống đây để dìu dắt họ về trời, còn một ngày mà họ chưa, họ còn hơi thở họ cũng dấn lì vậy. Đó là sư phụ biết chắc là như vậy. Con người chúng ta cái ngã rất là lớn, khó mà dẹp được cái ngã luôn. Có những cái bản tánh của sư phụ khi vô hãng, mấy con đứa nào là ở trong hãng phụ phụ rất là, cả cái hãng 500 người ai cũng thương sư phụ, chưa ai mà chửi sư phụ. Nhưng sư phụ cũng chưa có từng nói một cái câu nào mà cả hãng đều thương. Tới ngày hôm nay rồi ông vô hãng họ cũng vẫn làm bình thường, không có kiểu giống như là chi đình ăn gian này nọ. Là vì cái lòng từ bi của sư phụ thương nhân viên cũng như là thương con này. Tại vì sau này sư phụ hỏi Thích Lâm, ủa họ là gì bây giờ, người Mỹ, người Phi, người Mỹ trắng hẳn cho phụ là đủ loại người. Ồ họ hả, lịch của ngài không, mà xưa ngài làm vua nước này, ngài đi chinh chiến nước kia, họ từng theo ngài, hôm nay họ tái sanh theo. Trong đó có ông Mẫn ở nhà của ông Trinh, trời ơi kìa sao đêm nào tôi cũng nhìn thấy anh mặc áo lông bào mở bướng cao bự hơn cái cây, còn chỉ tôi chạy là tôi là quân sĩ của anh, thì bây giờ mày là quân sĩ tao chứ còn gì nữa. Mà mười mấy năm trước nó có giấc mơ đó mà hai lần, nó tả sáng nó tả rằng nó ngoan còn lần nó tả cậu ông mặc áo lông bào đẹp lắm, mà cái tướng ông đẹp trai lắm. Mà lúc đó tôi cũng cười thôi, bữa nào kiếm đi Mẫn Mỹ trên đang ở chỗ nhà đó. Thì sau vừa mới biết được thì ra là nhân viên của mình là lính của mình, manager của mình là tướng của mình, thấy không? Mấy đứa đệ tử hộ pháp của mình là người thân của mình, những tiền kiếp là cũng là trong hoàng cung, là đại khái là cũng là bà con nhau hôm nay ngồi đây. Thiệt là vậy, trên trời cũng vậy, chứ không phải đơn giản mấy con ngồi đây mà gặp sư phụ đó. Chẳng không con không biết, mà dù cũng không có nói rõ thân thế, dù chỉ biết à có này có tiên, có là tiên số 7, tiên tầng số 7, Mỹ là tầng số 13 ngồi đó. Ở trên trời tầng số 13 cũng như lầu 13 cao hơn chút, rồi lầu số 4, rồi lầu số 5, rồi tầng 36 tầng. Bay lên bay xuống cho mình bấm nút thôi mà, ok bấm 36, bay 36. Nhưng mà ở cái luật thiên đình đó, là ở trên xuống được, còn ở dưới lên đó là phải xin phép. Mà người ở dưới lên đó, cái con người nhỏ hơn mỗi một tầng, một con người nhỏ hơn khoảng chừng 100 thước gì đó, bước vậy. Nghĩa là cái thân người nhỏ hơn, càng xuống thấp thì cái thân người càng thấp, tuổi thọ càng thấp. Thì cái luật ở trên, thì mỗi đứa ở mỗi tầng trời. Sư phụ rất là ngại, cứ những lúc mà nhận đệ tử hàng loạt á, giống như ở Houston hay đi một cái chỗ nào mà ở ngoài công viên á, thì người ta đứng khách hàng thì không nhận thì không được. Nhưng mà sư phụ biết là những đứa đệ tử này rất là khó dạy, tại vì sư phụ nhìn cái là biết cái có là thú lì khó dạy.
mấy thứ có tiền là đều là xung quanh tiêu thụ, cho nên mấy không ít những thứ xung quanh đều là những thứ là có thứ mệnh có tiền không á, nói không công cái thứ này nó không nó chẳng nó cũng quên chứ này. Tôi nắm cái master list. Đó là lý do tại sao những đứa gặp sư phụ là thương sư phụ. Rồi những lúc mà giống như bữa sư phụ đi nhập thất hai tầng, những đứa ngoài buồn ngày đầu tiên nghe cái sư phụ vô hai tầng ngồi trọng đứa nào cũng gầu hết chứ. Cái đó sau đó sư phụ xin mẹ cho con ra ngày 1 với ngày 2 ăn thất mẹ cho. Tại bữa làm là lệnh của cha. Tại vì cái nhà bữa chúc á thấy nó đơn giản nhưng mà nó không phải đơn giản. Khi cô ngồi đó, cô ngồi đây thì dĩ nhiên là mấy vị cũng có vài vị hộ pháp thôi. Còn chỗ đó là tất cả các vị, 24 anh em, mấy bà chị, rồi chứ có nhiều mẹ lắm, mẹ nhũ, mẹ mình là chính đó, cũng xuống thăm, rồi mấy vị Phật cũng xuống. Ở cái chỗ đó là chỗ khâm mình mà, rồi tổ thì mấy vị lên xuống rồi mỗi vị dạy cho phụ một số vấn đề thăm, mỗi vị khai sáng cho phụ một chuyện. Thì khi phụ có nói cho một đứa đệ tử nào nó mỗi lần phụ nhập thất ra phụ sẽ biến thành một người khác làm một chuyện khác, là do mấy vị giống như phải lập trình vô cái mai của phụ một cái công việc khác. Phụ không có thể làm sai, phụ cũng không có thể làm sớm, không có thể làm trễ. Đó là chuyên việc ra đời, là một cái đảng phái chính thức officially trên giấy tờ của Mỹ, để mà cho những người mà không có biết tu như Thiên Tâm như mấy con, những người chính trị gia rất là thông minh trí thức, họ có quyền gia nhập. Nhưng mà khi cương lĩnh ra là một lòng xây dựng là một nước, đất nước Hậu Cộng sản, thì những cái nhà trí thức đó sẽ góp sức, những thanh niên nào mà học vấn gia nhập, đó là thượng thiên, thiên điệp là của thượng đế. Bây giờ con muốn theo thượng đế hay là muốn theo các máy, mời tính đi. Hôm nay cha nói mà ra Thiên Tâm đạo này để trừ ma thì dĩ nhiên cha phải ra cái thiên điệp để mà làm cho cái đất nước Việt có hội Long Hoa để mà cường thịnh. Chú Phụ nhắn đó là diệt thiên ma phải không? Mấy vị còn kêu nữa, con phải đi tìm những đảng cộng sản mà về hung, mà có trí thức, có tinh thần yêu nước, không có phân biệt ranh giới, vùng miền, hãy miễn là có tinh thần yêu nước, quá khứ của họ, họ đã kêu họ sám hối, cha tha tội. Cho nên hai từ nhận thức nó có cái chiếu chỉ được đó. Cho nên bắt đầu á, đứa nào mà không thích đọc kinh thì cứ đi cái cửa đông đi, cửa tây là về Tây Phương, cửa đông thì làm thần. Còn mấy con này gõ mỏ đọc kinh Đại Bi thì đi về về trời làm tiên. Còn mấy ông thần rồi nè, tướng mặt thì hổm nè, về bển làm công an, làm quân đội rồi thì xin với tướng tử với thần cũng là họ tiên. Nhưng mà lính này là lính của trời, bởi vì cái bài năm 1938 của chị phụ đại đức tỷ Mẫu Lữ Hạnh ra đời là thầy tăng mở nước, thầy tăng mở nước. Vậy mà mới hay, đứa nào về coi cái bài đi, Tám Cơ Tám Mẫu có câu đó đó. Thầy tăng là ai? Là giáo chủ một môn phái, đó là sư phụ về để mà mở nước. Có bây giờ con nghe thầy tu mà đi mở nước được đâu. Phật trời nói là không bao giờ sai, còn gà lôi bị mất đầu mất đích sẽ có Trung Cộng chia năm sẽ bảy. Cho nên có cái câu quan trọng nhất mà con về coi lại của Sấm Cơ: thầy tăng mở nước vậy thì mới hay chứ, đúng không? Phải câu đó không? Năm cái ác sẽ ra đi, bốn nước cộng sản còn lại sẽ ra đi, cực đoan độc tài cũng sẽ ra đi,
tụi giàu có 11 gia đình giàu có của Mỹ cũng kiềm chế tiền của Mỹ, tụi nhắm nó tên anh cũng sẽ ra đi, khủng bố trùng khăn cũng sẽ ra đi, mà điên lửa kháng. Cho nên mấy vị nói ô bây giờ con đừng có lo, mấy thằng làm dùng chẳng qua là nó nghe lời ba, gia đình cha nó đã còn theo cộng sản thì hôm nay nó còn chống con chứ. Cái người mà ngu nhất cũng không có ai mà chết với đảng trong lúc này đó con không có giống như xưa đâu, con đừng có lo, con cứ nhận họ hết đi, đừng có nghi ngại gì hết. Cho nên trong hội tiên chúng ta rất là nhiều đảng viên tôi biết, bởi vì tôi gặp nào một cái đồng chí là biết cái ông đồng chí sáng ca nè, trời ơi ổng là thứ thiệt á, đồng chí ngồi đất kia nhiều đồng chí lắm nhưng mà tôi không có nghe, tại vì bây giờ chỉ có người điên mới chết cho đảng, tại vì không ai chịu chết cho đảng lúc này. Đi suy nghĩ đi, muốn chết với thượng đế là muốn chết thôi, quỷ vậy quay đầu đi để mà làm giàu làm có rồi có cuộc sống hạnh phúc này nọ phải không, còn có ngán nhưng mà xuống đây là bi chí dũng cha cho đầy đủ. Trời ơi, nói chuyện trầm trọng đó là nãy tính hồng nói chứ nãy giờ nói im re chứ. Rồi tính bữa nào nói chuyện nữa, đã nói nhiều quá cũng mệt, chỉ đi vui thôi. Bây giờ xuôi đi, mấy con cũng đi, cũng về khách sạn ngủ, cũng buồn, gái ngồi chơi. Con cái Đức Thầy ngày già nói sư phụ là hãy những ngày kế tiếp dặn dò thiên phải bền gan bền trí và giữ vững lòng tin với Đức Thầy, giữ lòng tin với cha mẹ, giữ lòng tin với thiên tâm, nó sẽ có nhiều cái thử thách. Tại những dạng mà vô nghị, họ chỉ biết vô nghị, họ đã chai đắng, họ vẫn là chai đắng, con không có thể nào hóa giải những cái thành phần đó được, tại vì họ bên Việt Nam họ đã bị nhồi sọ gần 50 năm và đồng thời cái cốt của họ tái sanh cũng không phải là cốt cao gì nữa, họ không có biết gì ngoài ra là họ chỉ biết chắc có là những cái gì mà họ thích thôi. Có những người nhịn rất là nhiều, những đứa họ thiên hôm nay đó là thiên tốt, thiên khải, thiên thế này cái nọ không biết, cũng đã là thiên, cũng đã biết về thiên long sơ, biết tu, nhưng mà những đứa nào mà còn một chút xíu muốn giúp Đức Thầy, giúp sư phụ khi những thời hậu cộng sản nó sẽ xảy ra rất là lẹ nha, để mà ổn định lại quốc gia của mình đừng có xáo trộn, thì sau này ở trên online sẽ có một cái đợt tờ đơn, trong đó phải ghi rõ này nọ, nó là một cái membership, với tiếng Mỹ nó là một association, một cái member, thì trong đó phải ký tên đàng hoàng, còn muốn ra cũng phải ký giấy ra của đàng hoàng, rồi những cái cuộc họp mà trong đó nó sẽ có hát ôn, có đảng viên ngồi chung. Hey, hai ông vô đây không có nói chuyện hết, ôm cái đảng nha, bây giờ là phiên biệt, chúng ta chỉ lo cho quốc gia, sau hậu cộng sản một cơn gió thoảng thôi, nó sẽ tới, thì mỗi người đều có chức vụ gì đó, thì một người nào giữ rô đó, giống như một chính phủ lưu dân, sẵn sàng, đó là lệnh bề trên tôi phải làm trong 2-4 ngày đó. Tôi có nói, nhưng mà nói là phải làm, mà không làm là không được, tại vì mà làm sớm, thì tính mạng thuộc càng nguy hiểm, bây giờ đã nguy hiểm rồi à, tại sao phải nói với con trước sau nó cũng phải ra pháp lực đó, nó cũng phải ra luật sư, nó cũng phải ra công chúng đúng không, nó cũng phải làm một cái website riêng cho nó để cho mọi người register, cả Việt Nam cũng được cái register, thế giới đều register, 1, 2, 3 ngày hội họp thì phải ngồi họp mà nói chuyện với đúng mục đích, chứ còn bây giờ biết bao nhiêu đảng phái của người Việt Nam chống cộng Việt, tăng cái này nọ đủ kiểu đảng mà họ đánh cái gì,
làm gì cho cá nhân hay là cho cả một dân tộc, hai cái khác nhau. Ai cũng có quyền chọn cái taste của mình, không có ai bắt buộc ai hết. Nhưng mà cái nào là chánh nghĩa, cái nào là cho đại đồng, cái nào cho phe nhóm, cái nào cho cá nhân, cái đó mới là quan trọng đó. Chỉ có một cái theo con ông trời, đừng có nghĩ tới tiền. Con nói thiệt, theo con ông trời chỉ nghĩ tới đại nghĩa thôi. Con ông trời không có nhiều tiền. Mỗi lần mấy đứa này đi là mỗi lần mà vô mà làm gì thì cũng chạy giá đó nha con. Không phải là bộ xài sang tiền mới chạy đâu. Còn vô cho mỗi đứa một cái gốc khoai á, là vì vô đã trì trú bao nhiêu ngày trong đó rồi. Thầy Sư Hữu có nguyện với bà trên rồi, đứa đệ tử nào mà Sư Hữu thấy tiền khăn bất duyên đã gặp với Hữu nhiều đời rồi, Hữu tặng. Và có cái đó sẽ không bao giờ nghèo, cũng không bao giờ sợ khổ. Tại nó có cái thần lực trong đó rồi. Và đồng thời cái giá trị mặt đời bao nhiêu Sư Hữu có khe. Hữu đã từng cho ra cả ngàn miếng thời xưa rồi. Sư phụ biết được giá trị của cái này nó đã lên từ hàng chục năm, phụ có nói trên online luôn mà. Ai mà nghe mà mua chừng ngàn miếng, bây giờ con lời tỷ phú á. Nhiều người Việt Nam người ta mất trước. Tại ngày xưa những cái vàng này nó quá nhiều. Bây giờ con thấy 1,000, 2,000, 3 trước 200-300 đồng thôi chưa mua đi. Sao nãy lên cũng biết. Tóc con gì sư phụ muốn đánh tóc nào là trúng hết luôn. Sư phụ mà không có má mi hay con không có mấy bàn đạo năm 2007 mà tự nhiên cái đầu chỉ muốn đi tu thôi, đang làm chủ ầm ầm chỉ muốn đi tu, bỏ hết tài sản. Lúc đó mấy người khách hàng nó quản hồn in theo apply material mấy bự không mà nó chạy vô đi kiệt quá vô trú hình nhiều don't want business no more, mày không có muốn làm ăn nữa hả, tại sao mày đem Phật vô cái chỗ làm ăn của mày, tại lúc đó sư phụ làm nó Phật chứ thờ Phật không à. Nó vô ngồi họp quán hồn mấy mà ảo biết mày đưa tao tao làm mày không đưa thôi, nếu mà không đưa thì không được, tại thu rất là giỏi, những cái hãng tiện khác nó không có biết làm, nó phải chịu thôi à. Nó phải ép nó phải không à, tao vậy đó mày cứ thích đưa thì miễn sao con đúng giá right price on time là ok thôi phải không. Thì nếu mà sư phụ mà muốn ví dụ như tham những người ta, cô có thể cái thời mà hai khách ở đây nó rô ầm ầm, cô có thể đi flip cái hãng này ra profit, bây giờ có trong ta cái chục tỷ cũng có, còn có muốn gì tiền nữa, tự nhiên đang lên cái rầm cái ngưng gì đó, cá sợ mình nó cũng quản hồn nữa, sợ mình bỏ lã nhưng mà cuối cùng cũng phải chia tay, tại lúc đó là trên phải kêu phải chia tay, tại cái DNA của cái bà công chúa này nó có cái ý nghĩa. Sau này mình mới biết trong con và mấy đứa con nó cũng thấy tính đi theo nơi người cõi trời người cõi nước đều là dòng giống tiên, sư phụ cũng là thù chùa ác tiên, bà cũng là cốc tiên, thì cái DNA là những đứa nhỏ những cái hậu thế để mà ngày mà cái nhỏ mà chạy nải con gái lớn thầy gì nó lúc đó nó còn có mới có mấy tháng đứa thầy nữa, cái đứa bé này là một đứa bé phi thường. Sau này á sư phụ không hiểu là sư phụ thầy nói về nhỏ con gái lớn, con có biết nó mới vừa sanh ra mới đúng 14 ngày 2 tuần nó biết nói chuyện không? Nãy trẻ em dòng đây nè, nó còn ở đây không biết. Emila là bông sen trắng. Thì đức thầy khen cho nó, khen nhỏ này dữ lắm. Rồi còn từ đứa, còn có dám nói hết đèn nó quậy. Thì câu chuyện mà ăn bé mới có 2 tuần biết nói là nói đó. Còn cái lạ hơn người thường nữa là 4 năm trời không có một tiếng khóc. Hỏi vô mẫu thôi, cậu ơi đâu có, không bao giờ con khóc. Mỗi lần nó khóc lên cười không mà, má không bao giờ khóc. Nhỏ mà cao cao vậy, nó có mới có 10 tuổi thôi, cao nghĩa không. Đứa gái nãy đây nè. Mà có nói tới lạ không, 4 năm mà không khóc. Người có trời nhiều cái lạ lắm. Mà chú kể người ta cười làm những cái chuyện vậy thiệt. Thu đi đặt cái làm gì? Hồi lúc mà sư phụ mà ăn chay trường đọc kinh á, không biết cái chuông nhỏ xíu mà sư phụ bỏ nó nằm trong cái chuông được á, sư phụ còn cái hình trong cái điện thoại. Bởi vì nó 10 tuổi mà nó
Âu Ân nước Mỹ là mười mấy luôn á. Rồi xưa mấy vị về khen mà mỗi lần mỗi năm nhất là Tết giống như vậy, ông Dương ông Mẫu ông bà ngoại cha ông bà nội cha mẹ mình xuống thăm mấy đứa nhỏ chơi với nó cái lì xì kêu đem mấy đứa cháu tới ở trên nói chuyện cũng giống như là mấy con về nói chuyện với gia đình. Thì sư phụ cũng phải mặc áo, xưa sư phụ đâu có biết, mình cứ nghĩ mình mặc áo gì cũng vậy, không, ngày đó là phải mặc áo. Sư mua mấy cái áo t-shirt mà màu vàng này nè, trong cổ vô vi là long bạo á, à phải đúng màu nhé, áo cái gì ngọ đó phải đủ, phải đúng kiểu đúng nào. Thì về cái cha về cũng chúc Tết như mình rồi, à, con chúc cha mình đâu biết gì, cha là thượng đế không cần gì phải chúc, nhưng mà cũng phải chúc, à, chúc cha thân tâm an lạc, bớt lo cho con với chồng tử. Là tôi có nhiều cái nói vậy, rồi cái chúc Long Mẫu Long Dương cũng như chúc Tết cho mọi người vậy đó. Cái cha liệt sĩ sư phụ trong đó là cách liệt sĩ như thế nào, sư phụ để cho nói là ngày mai cho hát liệt sĩ, trong đó có liệt sĩ trong mấy người hộ pháp sư phụ đông đó, nhưng mấy bác mới còn biết hồ trên là một cọc với trăm để cao vậy đó. Cái là cha điểm vô nghĩa là cọc nào cũng là tiền, cái cha nói đây là lộc của trời, ai có tiền này nó không có khổ, không có nghèo. Bây giờ sư phụ chất một đống ở trong hãng, mãi năm nào cũng cũng được lì xì mà sư phụ không phải là tham, sư phụ cũng nghĩ là để sau này cho mấy đứa đệ tử không, nên sư phụ để mình cọc, cha để cái tay xuống là năm nào nó cũng có điểm, hiểu không? Cũng nhớ mấy ngọc ấn hay mấy kim bài của sư phụ là hồi xưa sư phụ cũng nghĩ là hay là làm tiếng nào cha nó không cần, con thích tiếng gì để cho người ta hiểu, thể mà cái tay con làm và con là người đã sư phụ đã làm được cái lễ quán đảnh đó, là thiên tử mấy con thấy thì là sư phụ viết cái gì cũng đều là của thiên tử ra. Thì bây giờ mình mới hiểu, à thì ra ông tham ông ký cái gì ông làm gì cái ghế ông ngồi người ta cũng làm chuyện bảo tàng là cũng trăm. Thì cho nên về ấn về này về nọ nó không phải cần chữ fancy mà là do cái người nào là thiên tử là xài cái gì cũng đều là có giá trị bề trên tính vậy. Mà cái cục ngọc ấn cha mà không có ấn tính không có điểm vô cái cục ấn á, giờ con ấn giờ cái cục đó con làm cục hột sọn á mua mấy trăm nghìn đô nó cũng là cục ấn rồi, cho nên quan trọng là cha có cho hay không, rồi có điểm vô không, điểm vô là cha phải nhìn cái ấn rồi cha phải đặt cái tay bỏ thần thông vô, nó có thần thông á. Ai mà có cái tấm này là đại phú đại quý đó. Nên tại sao lúc mà thù xây cái điện Thái Hoàng Thiên bề trên kêu Thái tử mấy ông rằng với mấy ông hộ pháp phải đem một cái về tránh ở đó, nếu không là thiên ma và vong linh họ vô trong đó, họ vô phía trong cái điện Thái Hoàng Thiên, à, để mà ngự trong đó để mà chiếm ngự. Tại bên cõi vô hình nó cũng giống như Dương Khang với Nga hiện giờ vậy, đánh quanh nó lại vậy đó. Thì sư phụ mới ấn một cái về vậy, cho nên điện Thái Hoàng Thiên có một cái y chang vậy. Dâm linh hay là tướng tướng thấp từ tướng nhỏ hay là những vị mà cõi siêu hình đều gặp cái này đều phải quỵ. Tại sao hôm nay sư phụ đang là gì, ngoài kia mấy con thấy dâm linh nó chỉ đứng tại ngày hội pháp hồi giao rồi đưa mấy đệ tử xuống đây, dông linh không có được đi vô đây để mà làm cho mấy con cảm thấy nhận nhận khó chịu hay nhức đầu đúng không, cho nên mấy con tới đây cũng, nhưng mà họ ngoài đó ta chịu người á, đứa nào đi ngoài đó nhức đầu đáng chịu. À ừ, qua cái bức tường này nè, tại vì bữa sư phụ đã giao với ngài rồi thì mấy ông tướng đang đứng trên này canh, thì để đây để cho họ quỳ ở lại, cho bữa tết mình cũng rất là thuận lợi này. Chứ còn mà mấy ổng mà không đứng canh mà không giao hả, nó nhào vô cũng giống như là gần tháng bảy dịch dạng vậy, hung ô ngăn hung miệng ô rồi chết chết cũng vẫn y chang. Cái người ta nói là cái ông bà mà nói câu gì chết cái nết cũng không chừa là vậy đó. Con mai dê nó chết nó cũng vẫn còn dê mắm dê hết không. Chứ giờ đại tử của mình mặc đồ đẹp bữa nay ngày Tết mà vô bộ không nói hộ pháp
cho nó ở bển mà để cho nó lõn qua đây, chọn mấy đứa con làm sao mà có tinh thần cả. Tại vì mấy con không thấy, nhưng mà cái feeling với cái energy của mình nó bị lost á. Con có hiểu không? À, tâm linh nó ghê lắm. Đứa nào bị ma là sư phụ biết liền. Cái mặt xú xị không có nụ cười. Đây có một đứa không có đâu rồi, nó mới chào vô ha, ngồi đó kìa. Đó là kìa, né nó rồi. Con nhìn nó. Trời ơi, lúc nào cũng đi tới cầu chích, cho nên gặp cái mỗi lần là nó điện nó ngồi đó trượt nặng lắm. Nhưng mà sư phụ mỗi lần mà mình chỉ một đứa đệ tử, sư phụ cũng bị energy bị low. Cũng giống như phụ ca các bạn nhạc, mấy con có thể là hen hay, nhưng mà khi mà phụ chị vừa chị bệnh một người bị trượt ca lại các bản nhạc nó không có đúng nhiều, cũng chẳng có hay nhiều nữa, cái chữ nó mờ mờ đọc không kịp, nó bị lost energy chút, phụ phải ngồi thiền nó recharge lại. Có chúng ta sống bằng điện mà, chứ phải chúng ta sống bằng bao tử đâu. Mấy con có thể ngồi thiền, mấy con có thể vui không cần ăn, nhiều lúc vui cũng không cần ăn mà tinh thần vẫn khỏe, đó là energy power. Cho nên đừng có đi ra xa bức tường nha, bán má nẻ hùng mình. Anh có bộ đã còn trong này là ok. Tại bữa ngày hội pháp mà ổng có nói người lấy cái hộ vừa rất là professional nhưng mà rất là thực tế, là về chúng ta có một cái linh hồn rất là siêu việt, linh hồn bất tử trai tròn, chúng ta rất là cực kỳ khôn. Có thấy con ma không? Chưa có ai thường ông bà mình chửi không? Ồ, khôn ma như quỷ. Thật sự ma quỷ nó khôn hơn mình, tại vì mình phải qua một cái bộ não rồi, qua cái bụng cái đường máu đổ lên đó. Mình suy nghĩ không có khôn bằng nó, tại nó không có thân người cho nên nó nghĩ ra cái gì toàn là mánh mung. Mà ma nó láo là đại nó láo nữa. Thì chúng ta cũng vậy. Chúng ta một người mà giống như một cái người già bệnh, lúc mà còn lẩm cẩm lâm gì liệu quên đầu quên đuôi, mà ngày mai mất cái xác hành chết là lanh lẹ trở lại liền hiện về. Đó là ai? Đó là ba của Trang mà sáng trên núi mình. Lúc mà ông nằm trên núi 3 năm để mà mong vô phụ nhận ông làm đệ tử, già mà một chữ hơi nó cũng không ra nữa, mà năn nỉ cho phụ dễ lên sáng không, 3 năm hỏi mới đứa đây chứ nhất định không nhận. Mà ổng là đệ tử mà ổng học theo kiểu Phật giáo Hòa Hảo, ổng tên cho phụ là Minh Dương, ổng nhìn ra được rất là hiền, mà cứ nằm trên nền trên núi 3 năm mà tới bệnh mà sắp sửa chết mà ở nhà không chịu vô nhà thương mà cũng dẫn lên trên này. Thì ngay cái ngày đó cũng ngay chùa này, cái lúc đó mấy đứa nó thấy ông mệt cũng kêu mời anh xì, tự nhiên cái gì khiến kêu phụ tới chùa. Thì thường có quảng hồn buổi sau ông nội này nằm đây. Thì lúc đó đó là Đức Thầy kêu nhận nó làm đệ tử thì cho nó sắp chết. Con không nhận là nó chết, tức là chết ở San Jose là phải mang sọc về LA á, tại nó ổng ở dưới lót mà. Mà cứ 3 năm vậy, và bây tầng rồi lên năn nỉ sư phụ nhận. Thì lúc đó thù mới đặt tên là Thiên Thánh. Khi thù đặt xong rồi thù dinh sinh cho ổng sống thêm được những 3 hay 6 tháng nữa. Mà cái ngày gần chết sư phụ biết, mở lần sư phụ xuống ê chàng để sư phụ xuống thăm ba con, nó khóc. Tại nó biết mở lần sư xuống là tiễn đi á, họ nãy nó không có muốn ổng đi, mà nó ồ con bận thế này nọ nó được. Tại vì ba con đã ngoài cái giờ hẹn của sư phụ sinh rồi, được phúc thêm rồi, mà cuối cùng ổng cũng phải ra đi. Khi ra đi về cái thằng hồng quỳ trước mặt con cảm ơn sư phụ. Lúc ổng già tù phù quá không, 80 tuổi, mà khi mà ổng về trời ơi mặt này hồng hào như thanh niên 30 tuổi, lanh lẹ lên liền, không có đau đớn mà khoái lắm. Cũng giống như con dâu của bà ngồi đây nè, Trang mới chết bữa là năm ngoái, cái Trang luôn trời mừng lắm, tại vì lúc đó bị ung thư gì ruột á, đau đớn chết rồi mừng lắm. Ô cái xác ai làm cảm ơn chuyện nghe sư phụ đưa về trời. Chỉ cái sư phụ mới đưa được người về trời, chứ không có phải là ngã mẹ nó là tiền, mà cũng phải là chùa đưa nó.
nhờ mấy vị không, nhưng mà cái cũng phải có cái nhắn gửi ở bên kia cũng là lớp bì cũng như mình thôi à. Đâu phải nhờ như này lớp bì rồi. Ví dụ như coi cốt của nó này kia, đâu hả, coi đâu phải là chính xác, chỉ biết là tiên thôi, nhìn mặt là biết tiên, nhưng mà tiên tầng nào, cốt con gì, xuống đây có nhiệm vụ gì, thì ở trên kia mấy vị trên kia mới lật sổ ra mới biết rõ hơn. Còn ngoài kia đi về Việt Nam hay là trên thế giới người nào đó, ồ vô là cốt con tiên con chú này lắm rồi, người ta chỉ nói láo con tiền con thôi, không ai trúng. Ở đây là chính nhất. Nhưng mà cái cốt nó hiện hữu lên cái đời sống thực tại, cái bì thê, cái cư xử, cái ăn nói. Thì ông Thiên Ánh thấy chết không có hết, chết thì là xong một cái lớp giả lòng, lớp học, đi làm chuyện khác. Cái hồi mới, hồi cách đây mấy tuần, sư phụ Tết năm nay, tức là Tết này 24 cho con về đây ăn Tết với mấy đệ tử này được không? Đây, ở bên kia, ổng được là theo Đức Thầy, giống như hộ giá cho Đức Thầy. Nhưng mà cũng là mình gọi giống như gọi là địa tiên đi. Mấy con chết về trời gọi là tiên thiên phải không? Còn ổng chết ổng cũng lành thành tiên, nhưng mà phục vụ ở thế gian, đi theo Đức Thầy chạy qua Thiên Long Sơn, qua Thiên Long Giang, Thiên Long Thổ, thì là địa tiên, cũng là tiên chứ không phải là ma nha. Cho nên vẫn có hào quang, vẫn có một cái luồng ánh sáng và vẫn communicate với mình được. Rồi cái nó hồ Tết năm nay cho về Thiên Long Sơn ăn Tết chung vui, thì nó cũng nói ok. Với những cái vị hộ pháp mà từ năm 1979 mà đi tìm thiên tử đó, là tổng cộng 12 ông mà chết gần 57 ông, cũng được phong thần hết, rồi cũng được ngài Trận Đạo là vua nước Việt phong cho cái ông bác mà năm chết năm 2017 là một cái chức lớn gì đâu á, mà ở ngoài Bắc ổng vừa vô cái là bốn ông bị lật liền đó. Ở bên bờ kia cũng mỗi một khu mỗi một vùng cũng có chức vụ. Bên kia không có cộng sản, không có quốc gia, ông cộng sản nào mà tốt cũng được ngài Trận Đạo phong làm thần. Mấy ông HO, mấy ông trước 75 làm tốt cũng được phong thần. Ông Thiệu hiện giờ cũng là đang phong thần ở Phan Rang. Ông Diệm không có được phong thần, ông Diệm vẫn là con ma chơi ở nhà thờ Phú Ca, vụ nói chuyện ổng mà. Đó là thiệt. Còn ở Việt Nam nói Bác Hồ là Phật, người đó là nói láo, láo với người dân được, không có láo với thiên tử được. Bác Hồ đang bị lock in tức là ở trong cái cell á, chuồng cọp á. Thế mà mỗi lần đi á, chùa nhờ mấy ông tướng bự á, mới dẫn ông ra. Chỉ có gần đây á, là sư phụ xin cho ông ra, xin cha. Là ổng chỉ ra được một cái chạm như từ chuồng cọp rồi ra một cái phòng thôi. Chứ hồi xưa hả, cậu bị canh gác dữ. Ổng nói đó là hết nhiệm kỳ là của Thượng Đế giao cho ổng để mà hành nước Việt, thì ổng sẽ trả nước Việt lại cho 100 họ Bách Việt. Ổng nói như vậy mà ổng nói nhiều lần lắm. Mà sư phụ lên mạng thường cũng nói cái nước Việt không có thể nào mà tiếp tục được. Ổng đã ra lệnh trả rồi, ổng bữa mới ngày hôm qua cũng vậy. Cái gì nó giờ Hồ Chí Minh nó đội màu vậy cũng phải trả nước Việt lại, tự gì đó hết hợp đồng rồi. Cha chỉ giao cho ổng xã nghiệp 80 năm, nhưng mà tại vì cơ trời với đồng bộ hút rồi. Hôm nay mà ai mà còn ôm cái lý tưởng và cái chủ kiến đó thì đó gọi là điên rồ trong mắt sư phụ. Có mắt sư phụ, có những nhà lãnh đạo của rồi kính nể, có những nhà lãnh đạo Việt Nam thường coi giống như mấy đứa nít spoil, chả biết trời đất, chỉ biết tiền, biết gái, biết tham thôi, thiệt á. Sư phụ tuy nhỏ tuổi nhưng mà không phải người phạm, sư phụ biết rõ từ cách ngoại giao cho tới cái cách mà cư xử, cách mà trị dân này nọ.
tại sao dân tộc của mình phải chịu khổ, tại sao anh em mình bắt nam phải giết nhau, tại sao người của mình phải đi bán nước mình cho ngoại bang, tại sao người của mình phải làm cho cộng đồng của mình, anh em của mình tan nát không có đoàn kết. Chúng ta là một các dân rất là thông minh cực kỳ ở hải ngoại, ở đây gần 300 người. Tại sao mình ở đây gần 50 năm phục vừa cống hiến biết bao nhiêu tiền, cái vụ đóng biết bao nhiêu tiền thế đến vụ Mỹ để mà cho, trong khi người Việt Nam mình lớn tuổi ăn qua phen chút thì lại bị người ta cười. Đừng có sợ người ta cười. Có những cái người người ta làm có tiền đóng thuế, cái vụ đóng một năm mấy chục triệu, một người ta ăn qua phen một năm đâu có nhiêu tiền, dù có thể nuôi nhất bao nhiêu người Việt Nam, không tính như vậy đi, Mỹ đâu có tính. Nhưng mà người Việt Nam mình á, ra mấy Mỹ, ồ tụi mày đánh mê keo, tụi mày đi này nọ, thế cũng một tỷ 80% người Việt Nam người ta cũng đóng thế gì. Nhưng mà ở đây gần 50 năm, bởi vì kim cương nằm dùng, chúng ta không có mảnh đất cấm dùng. Hôm nay chúng ta có Thiên Long Sơn, chứ còn ngoài ra dùng này chả có cái gì, không có một cái cổng, không có một cái bia, chẳng có cái gì vinh danh người Việt. Mấy con thấy có buồn không? Đó đâu phải là do người Mỹ, mỗi lần người Mỹ đòi cho người Việt mình cái này cái nọ thì bị mấy ông nằm dùng ở đây quậy nát, cuối cùng không được. Lúc trước Siri nó cho mình 20 acre ở ngay chỗ khu viện Miên Thao, cái suối á, để mà làm công viên, ai đây lâu sẽ nhớ. Rồi nó cho tiền xây dựng, tự nhiên cái hai ba phe đấu đá nhau, cuối cùng cái chính phủ miệng dẹp không cho luôn. Nên là tự vì sao? Là tự vì cộng sản nó không có muốn chúng ta đoàn kết, vì nó đã bán nước của chúng ta cho tập đoàn cộng sản quốc tế từ lâu rồi. Chúng ta không phải là một cái nước tự do như là người ta nghĩ là tự do. Con nghĩ đánh Mỹ là tự do hả? Ủa vậy chứ sao lưng Trung Cộng với Nga là kè quân Bắc Việt tấn công vô miền Nam, cái đó là sao chúng ta không nói là đánh Nga, đánh Tàu Văn đi, đánh Mỹ. Mỹ nó vô ở châu mình là gì? Nó muốn ngăn chặn cái làn sóng đỏ, không có muốn cho cái làn sóng đỏ tràn khắp thế giới thôi, chứ Mỹ nó đâu có muốn vô đồng quán mình hay là kiểu mà thời pháp buộc đâu. Có ngoài kia xài xe tăng với đồ của Trung Cộng với Nga không? Sao mày nói đi, nó còn thấy có bất công không? Dầu sao á, thằng Mỹ nó cũng đỡ hơn Trung Cộng. Con thấy bây giờ con thích ở nước Trung Cộng hay thích ở đây hơn? À, ở đây đúng không? Tuy là người ta nói là Mỹ là siêu Trung Cộng nó thuế, nhưng mà dầu sao mình cũng có ăn việc làm, cũng có cuộc sống khá hơn, đúng không? Nếu không mấy ông cháu cha hút cái đóng tiền chuyển vào Mỹ đòi đưa con Mỹ làm gì? Thằng giỏi đưa con Nga qua Trung Cộng hay lỡ bển đi. Lúc nào cũng nói Việt Nam là thiên đàng, không có. Có nhiêu tiền là luôn qua đây hết, vô lý. Rồi làm cho cộng đồng không có đoàn kết. Hôm nay hơi đụng chính trị, tại chúng cái máu của nó. À, đổi đời tài. Trời ơi, trời ơi, vô nói càng nóng. Tại vì trắng nói đen, đen nói trắng không à. Chỉ thù buồn cười có một cái đó là có những đứa nó không có chịu ngồi, nó nghiên cứu, nó suy nghĩ. Nếu mà chịu ngồi mà nghiên cứu lịch sử, mình lịch sử lại đi, không có cái gì mà 100 năm nay mà Bác Hồ làm tốt cho nước Việt. Con nhìn thấy hồi xưa cả nước mình á, trồng cây cẩm lai, cây cam xe ở trên miền Trung đồ quý không, Hoàng Sa là ngoài dòng đó biển đồ của mình. Dân miền Trung đâu đến nỗi mà bây giờ muốn làm tàu lớn đi ra mà phê bắt cá cũng đâu có được. 100 năm nay tàn phá nát nước Việt. Cái là nguyên nhân ở trên nói là không phải chuyện nói ra mấy đại kia. Sau này thời hậu của ông xã, người mà tiếp quản nước Việt là một cái chuyện khủng khiếp. Là mấy vị dùng cái danh từ gì nè, mà sư phụ quên rồi, lại cho mấy vị dạy cái tay 4 năm. Người phụ tả cũng giống như đống rác vậy đó.
Rồi mấy vị nói mất tiền, mất của, mất chủ quyền, mất hết mọi thứ không quan trọng, mà mất cái bản chất kìa, mất cái văn hóa kìa. Và một cái thế hệ rất là hung hăng, không có biết tôn đi trật tự. Còn mà thấy thầy giáo đi quýt lộn với học sinh, học sinh quýt lộn thầy giáo không? Chỉ có giếng nước Việt mình chỉ có thời nạn thôi. Hồi nãy cái đứa đệ tử bên Việt Nam qua thiền thiền thắm, nó ngồi nó kể mà khóc. Bây giờ những đứa nít mà cha mẹ mà bị chết Covid, nó sống lang thang, nó 5 tuổi, 10 tuổi đầy ở ngoài đường Việt Nam. Cả tỉnh sư phụ cũng vậy. Sư phụ kêu mọi người cần cứ sư phụ có những cái kho gạo bệnh lớn phát hoài tới bây giờ mình mới nói trên này. Nó ăn uống tạp nhạc rồi tích ma tích thân thấm. Nãy đứng kể nó khóc, mấy đứa thấy là cái đứa nào đứng gần như bộ thấy nó nói nó uống luôn cái nước eo nữa, tại nó không có nhà, bây giờ đi đâu kiếm nước uống, không có cha không mẹ, cha mẹ ông bà bị chết cũng biết. Rồi trong nhà thương ở Sài Gòn, người bệnh mà lâu ngày không có thân nhân thăm, không có tiền, nó khi bệnh nhân giục ngoài đường luôn, trong khi đang bệnh đang tạm sao con. Sống nghĩa địa hả? Tại cũng sắp xuống nghĩa địa rồi, nên gần nghĩa địa làm bạn với mang. Bây giờ nếu mà con nói về cấp độ, trước đây 5 năm trước khi sư phụ lên mạng để mà tận thế nha, tận thế nha, mọi người chuẩn bị nha, xích beo nha, ai coi lại tướng cổ hiện giờ còn trên đó, nước Việt đâu có tệ đến đâu. Chỉ 5 năm sau, con thấy nó khủng khiếp không? Cái đó không phải là tận thế, không phải là cơ trời đi nhanh như vậy. Mà bây giờ sư phụ nói 5 năm nay vẫn tiếp tục nói, bây giờ cũng đang nói. Vậy tại sao không thức tỉnh đi? Cha mẹ chỉ mong tất cả mọi người đời giáo thương tâm để cha mẹ cứu, để cho những vị thần. Trong lúc sàng lọc, ma và Phật đang chiến đấu trong cõi vô hình, người nào đeo cái giống này, mấy vị thần không có đụng tới, che chở. Không biết đọc kinh thiên tâm không gì cũng được, cũng phải đeo để mà được lọc quan bên. Bây giờ mình nói giả sử một trận Covid, người được đeo này sư phụ bảo đảm cái thời gian họ sống rất là cao. Đó là lý do tại sao sư phụ phải ra để mà lập cái đạo này, để cho có cái sự sàng lọc. Bây giờ nhìn toàn là đứa không có ai biết cha biết mẹ, thì làm sao cha mẹ cứu? Bây giờ con có đau, con phải nói con đói bụng, đứa nít nó mới đẻ ra nó cũng khóc, thì mình biết nó bệnh đói bụng. Con chim nó mới đẻ ra nó chim chắc chắn nó hạ họng, thì nó cũng biết đói bụng. Con người của mình cũng phải biết sợ chết chứ. Tại sao mà tới ngày hôm nay vẫn chơi chơi? Đó là bề trên rất là nhức đầu. Đức thầy hôm kia về cũng dạy sư phụ, con đã hết sức, nhưng mà lòng của họ chay đã rồi con. Miss một cái đời này á, con mấy con có thể đi hàng tỷ tỷ năm á, chưa gặp lại được sư phụ, chưa gặp lại được Phật pháp. Thành thú á, đâu phải dễ đâu, đâu phải đời nào cũng có đức thầy chứ gì, đâu phải đời nào sư phụ cũng rảnh mình xuống đây. Một đời này đời cuối cùng mấy con có thể gặp được các phàm phụ, bảo đảm mẹ nói. Thế giới này mà đã hết sự bất công rồi, là sư phụ đâu còn chuyện gì tới lãng, lời miệng đã xong mà. Đó là sự thật. Khi mà năm cái ác đi rồi, sư phụ đâu còn chết để làm nữa, thất nghiệp. Đúng không? Nước Việt mình giàu có là mấy con cần gì sư phụ? Đứa nào bây giờ đọc kinh cũng rào rào, thất nghiệp rồi đó. Mấy con muốn sư phụ thất nghiệp hay là muốn mỗi đứa là cây đuốc. Cái đào thiên tâm ra đời mỗi ngày nó cũng giống như những hạt giống, nó mọc lên, lan truyền lên những cái giống thơm, giống có tự nhiên, thiên nhiên. Và những cái căn bản sư phụ để lại có Tam Đại Tạng Kinh. Để là một cái nền móng chuyển pháp
từ một cái mà bi kịch trở thành Thái Lan, từ chuyện đời cho tới chuyện đạo. Thiên tâm là đạo, có thể dùng để an bang cái thế, làm những lãnh đạo quốc gia rất là lỗi lạc danh tiếng, mà cũng nhờ thiên tâm sau này. Cuộc đời như là một cái giấc mộng hơi dài. Mấy giấc mộng mấy đứa ngủ mỗi đêm là giấc mộng chỉ là ngắn thôi. Nó y như vậy trong sư phụ vậy. Tại vì một lần mà sư phụ ngồi để mà về trời, mỗi một một tuần thì sư phụ về trời một lần. Về trời thì sư phụ sinh hoạt ở chảnh cũng bình thường, rồi sư phụ trở về lại thế gian. Thì sư phụ nhìn thấy bữa giờ mình rời khỏi gia đình, biết bao nhiêu nghìn năm ở dưới thế gian này, trái đất nó quay lẹ, nó quay cũng giống như là cái trong trống vậy, nó quay còn lẹ hơn này nữa. Mà trên trời thật sự chưa tới 2-3 ngày của sư phụ mà sư phụ đã tái sanh gần quá trời nhiều kiếp, mấy chục nghìn năm ở dưới quả địa cầu, một cái chiếc thân này. Mà trong cái thiên đình chưa tới một ngày mà của người ta trên đó không có không gian, cha mẹ đâu có không gian đâu, không có thời gian, cái gì cũng là sướng, không có gì là khổ. Cũng giống như ngày Tết, anh sư phụ xuống, chị sư phụ xuống chúc Tết sư phụ, rồi sư phụ kêu mấy vị nhắc lại chuyện của trời, Tết chảnh làm sao, mấy vị nói chảnh Tết mỗi ngày, Tết là xuân, mùa xuân là Tết. Ở trên trời nó có những cái loại hoa mà hàng nghìn năm nở một lần, các tất cả những tiên tú cứ đi coi hoa là giống như xuân mỗi ngày rồi. Còn không có ngày xuân, xuân là xuân của chúng ta. Tại sao mình có ngày xuân mùng 1 Tết? Tại vì 365 ngày chúng ta khổ thì chúng ta thu hoạch lúa thì ngay mùa xuân, rồi chúng ta chừa ngày để cười. Hôm qua bữa nay hai đứa gây lộn thế này, ngưng bắn nghe, cũng giống như Việt Nam với Cộng sản vậy đó. Mỗi lần Tết, hai tụi mày đừng có bắn nghe và cầu hiền lương vào tiết 17 để ăn Tết. Thì mình chưa một ngày để mình có một cái tinh thần hỷ lạc, vui tự nhiên. Trên trời là vui every day. Cái sư phụ hỏi nếu như vậy thì làm sao mà những vị Phật, những vị Bồ Tát, những chư thiên đi chúc Tết cha mẹ? Họ có một ngày vào khoảng tháng 5, tháng 6 của chúng ta, thì những vị Bồ Tát, những chư thiên cũng về để mà chúc Tết cha mẹ. Họ có cái ngày lễ đó. Còn đa số là mỗi ngày là xuân của người ta. Còn chúng ta chỉ có một ngày xuân thôi. Mà ngày xuân này là ngày xuân gọi là tạm ngưng. Nhưng mà qua cái xuân rồi, mấy con ngày mai về tới chỗ mấy con này, ê trời đúng không? Quá khứ ê trời. Đó là cõi trời sống sướng như vậy. Vậy tại sao chúng ta không về chảnh mà chúng ta lại ở đây? Mình phải tự hỏi mình mới nghe. Tại vì chúng ta ở chảnh sướng quá. Bởi vì nói thôi tụi nó chảnh không có đứa nào mà chịu ngồi mà nghe Phật thuyết pháp hết trơn á, Bồ Tát thuyết pháp á, lúc nào cũng bận á. Tại vì ngày nào cũng có qua nở rồi, trời, cái chỗ này nó 10.000 năm nó nở lần còn đi coi. Con đâu có ngồi nghe Bồ Tát giảng pháp làm gì, con đâu có chết đâu, con nghe rồi nghe cũng như là không có hiệu lực á. Tại vì họ đã biết là họ sống tuổi thọ quá lớn quá dài, cho nên Bồ Tát trên cũng bị thất nghiệp đó. Thế là Bồ Tát bắt đầu đai xuống rồi. Mấy con hôm nay đều có, mỗi chúng ta tất cả là ai cũng có nỗi sầu riêng đúng không? Riêng tư. Giàu thì có sầu riêng giàu, nghèo có cái nghèo, sướng cũng có cái khổ. Không có ai chúng ta mà nói là tôi sống thế gian này cực kỳ sướng. Người nào nói người đó là người vừa bảo đảm nó láo. Họ kêu ghế nó có sướng không? Hỏi ông Trâm thấy ông có sướng không? Cậu nghe nào? Hỏi ba Biden có sướng không? Trời con tôi laptop Biden tôi nhức đầu quá. Hỏi Obama có sướng không?
không có ông nào mà sướng hả? Bác chồng mới sướng không? Nó chỉ lợi dụng bác chồng đó, bác chồng cũng khổ dữ lắm. Trời ơi, tụi mày nuốt tao được, tụi mày nuốt rồi, tụi mày mượn danh nào. Không có ông nào sướng hết. Chỉ có những đứa con ở thiên chúng ta là sướng. Tại vì họ tiên phụ dạy đi chí dũng, tự đốt đốt đi. Là gì? Con biết ngày mai mà con lỡ mà có bị cái gì, con cũng biết có thiên sư kiệt, có sư phụ kêu tên, phụ còn đang tại thế cũng có thể đưa linh hồn con đi được, cũng có thể giúp được. Có cha mẹ nữa, tức là chúng ta đã ngồi trên thiền bát nhã rồi, ở đây là thiền bát nhã rồi. Ở ngoài kia bao nhiêu người lặng thật ở dưới bể khổ, họ đâu có pháp phước, họ đâu có giúp cha mẹ lại đâu. Mẹ mà nó mi má mình kêu thờ cha mẹ là không thở hả? Gặp mấy ông thầy sơ tán là lại xác luôn. Bục nhà không có linh đó vậy. Cho nên mỗi cái gì anh thù chỉ là cái lĩnh vực đó, mỗi người nó khác. Bởi vì mới nói là phước ai không thấy mà tính. Tại vì những người Phật tử thuần tín, họ đã học quá nhiều với những gì thầy, quá sức rồi. Memory nó bị full, giống như cái điện thoại con giờ đầy, con chụp thêm tấm hình của ông được. Thì những người này cũng vậy, lớn rồi giờ kêu học lại từ đầu rất là khó. Bởi vì những đứa này thuộc rất là mừng, tại vì không có qua thầy này thầy kia. Tại vì mà một đứa họ thiên mà đang ngồi đây, ngày mai ấy đi kể nể đi vô chùa gặp ông này ông nọ, bảo đảm ổng sẽ nói sư phụ này nọ xin tạc, rồi ổng dùng danh từ và những cái cư chỉ ngọt ngào, rồi lúc đó là con dính bẫy dính chồng, bảo đảm luôn. Tại vì sư phụ đâu có, ổng thấy nhiều cách để mà ổng xin tạc cha mẹ mình, rồi ổng dùng chân thật ổng nói. Gặp những đứa mà có cái tâm Phật và tâm từ bi nữa là chết luôn. Cho nên họ thiên á cũng có nhiều thử thách, còn dài dài thử thách lai rai dài dài gán giữ lòng tin với cha. Nếu mai còn tình có hội Long Hoàng, nếu mai còn tình có sáu quyển của đức thầy là chúng, thật sự nó chúng gần hết. Mai nếu mai còn tình ở trên trời có cha trời mẹ đất, còn chuyện có thuộc mấy con đừng tin. Mấy chỉ tin cái đạo này có làm có lợi ích cho con hay không, có tốt cho gia đình mình không. Chứ phụ đâu có expect mỗi người phải tin hết. Mấy gì nói bây giờ con chỉ đưa ra thôi, chỉ làm đúng người ta có hỷ lạc là tự nhiên người ta hiểu. Còn con người ta không có tìm hiểu, kiểu nào con nói người ta cũng không hiểu. Giờ con nói con là Phật sống, con có thần thông, con bay qua bay lợi trước mặt họ. Bữa nay này hay ta hát xuyệt giỏng, đúng không? Nó còn chỉ vỗ tay thôi à. Rồi sau đó rồi nhà nào về nhà đó, ngày mai cũng chơi chơi cũng vậy. Hay là mấy con bước chuộng là người bình thường, ăn chung, chơi chung, rồi ca chung vậy. Nhưng cái tư tưởng và cái lời nói của nó khác hơn các con á. Một lời nói có thể cứu được nhiều mạng người, cứu rất là nhiều mạng người trên thế giới. Một lời nói bây giờ mình về chưa ha, muốn ngồi nữa hả? Vậy ha, cũng tối rồi. Vậy thôi, một năm mới hồi chúc tất cả các đệ tử tâm bình an, đêm an lành, ngày đêm an lành, tất cả các đệ tử họ thiên đều an lành. Con chúc sư phụ an lành luôn. Không có bài mà bữa bắt đứa nào muốn thắng thua muốn làm mấy con ấy, nhưng mà sư phụ chưa có làm gì cho thế gian. Sư phụ muốn mấy đứa này tự động tâm thôi. Thì trên trời kêu ảnh làm thì làm, ảnh mà người ấy thôi thì cũng là cái ý tốt, chứ không có gì hết.
nhưng mà Thu cảm thấy xuống đây chưa có làm đủ á, thì Thu không có muốn mấy đệ tử phải động tâm mấy đó. nó hơi too much nữa. Chờ đi, chờ khi nào mà nước Việt mình đó không còn người nghèo nữa, không còn người khổ nữa kìa, rồi nó không muốn khóc kêu nào cũng được. Còn giờ nước Việt còn đang mỗi một ngày đều có người thiếu ăn, thiếu thuốc, thiếu áo để mặc cho ấm, chết đầy ngoài đường thì thôi đừng có tránh nữa. Ok, bây giờ ngủ nha. Ok rồi, hãy cùng giúp năm.